Xin trân trọng kính mời tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên chúng ta ổn định chỗ ngồi để chương trình được bắt đầu sau ít phút. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên trường Đại học Đại Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên thân mến, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ hội nhập công dân, hôm nay trường Đại học Đại Nam long trọng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Tại sao phải học đại học. Thông qua chương trình này, nhà trường mong muốn các em sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và tạo động lực học tập cho các em sinh viên, đặc biệt là các em tân sinh viên khóa 14 của trường Đại học Đại Nam. Đến dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo nhà trường. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Thầy Đỗ Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam. Về phía ban giám hiệu nhà trường, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lương Cao Đông, Hiệu trưởng nhà trường. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Phức, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Văn Nguyện, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cô Cao Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đến dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức vui mừng chào đón toàn thể các thầy giáo, cô giáo là lãnh đạo các phòng ban, khoa của nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, giáo viên chủ nhiệm của khóa 13, 14. Xin trân trọng cảm ơn. Về phía diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thập Dương, chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp, cố vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khách mời thường xuyên của chương trình CEO Chìa khóa thành công VTV1, khách mời chủ tọa thường xuyên của các diễn đàn cấp quốc gia và khu vực. Và đặc biệt, thành phần không thể thiếu của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là toàn thể các em sinh viên đến từ trường Đại học Đại Nam. Đặc biệt xin vực nồng nhiệt chào đón tất cả các em sinh viên khóa 14, tân sinh viên của trường Đại học Đại Nam. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường, lên sân khấu phát biểu khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cùng các cộng sự, thưa toàn thể các thầy, các cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy các cô lãnh đạo các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp của khóa 14 và khóa 13. Thưa toàn thể các em sinh viên khóa 14 và khóa 13 của trường Đại học Đại Nam thân mến. Cách đây 10 năm, vào năm 2010, trường Đại học Đại Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập trường. Và cũng chính từ cái hội trường này, với số lượng sinh viên ngồi cũng kín toàn bộ hội trường. Và sau 10 năm thì chúng ta lại có dịp quay lại hội trường này, nhưng số lượng sinh viên để lấp đầy hội trường này chỉ là khóa 14 và một phần của khóa 13. Như vậy sau 10 năm, số lượng sinh viên đang học tại trường chúng ta hàng năm đã tăng lên 2,5 đến sấp xỉ là 3 lần. Đó là cái thành tựu mà thầy và trò, đặc biệt là các thầy, rất đáng tự hào về sự tận tụy, miệt mài
để xây dựng thương hiệu trường Đại học Đại Nam. Tôi xin thay mặt nhà trường xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương và các cộng sự. Thầy Dương thì trăm công ngàn việc, nhưng khi được nhà trường đề nghị theo nguyện vọng của phần đông sinh viên khóa 14 là muốn được nghe tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ về tại sao phải học đại học để các em chuẩn bị hành trang bước vào 4 năm, 5 năm, 6 năm học tại Đại học Đại Nam để hiểu được những cái hướng đi chúng ta nắm bắt cơ hội để học tập tốt. Thì thầy Dương đã dành cái ưu tiên đến với Đại học Đại Nam, trong đó rất nhiều công việc, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều cơ quan mời thầy. Xin cảm ơn thầy đã dành cái tình cảm cho sinh viên, ưu tiên cho sinh viên trước, sau đó thì mới ưu tiên đến cho doanh nhân, bởi vì sinh viên chính là các em ngồi đây là tương lai của đất nước. Đối với các em sinh viên, các em đã vào trường đến hôm nay là được 3 tuần, các em cũng đã bắt đầu từng bước hội nhập với trường Đại học Đại Nam. Phần lớn các khoa thì đã được học, được hội nhập với lại những cái quy định cụ thể của tuần lễ sinh viên. Tuy nhiên thầy cũng xin nhắc lại, buổi được đến hội trường này nghe thầy Lê Thẩm Dương nói chuyện về tại sao phải học đại học thì các em lưu ý cho thầy mấy điểm như thế này. Một là trong quá trình ngồi nghe, em nào có điều kiện có mang theo sổ, bút, những cái gì đấy chúng ta cảm thấy rất thấm thía thì chúng ta ghi chép lại để chúng ta học theo những cái gì mà thầy dạy được. Người ta nói là không ai có quyền bắt một người phải chết hay phải sống, nhưng mà một lời nói có thể làm cho con người đó chết hoặc làm cho con người đó thành công. Thì cũng hy vọng là trong buổi nói chuyện hôm nay, thầy Dương có thể đưa ra cho các em dù chỉ một câu, có thể các em thay đổi cuộc đời. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là cũng cơ hội, thầy cũng không có cơ hội để nói chuyện với tất cả sinh viên ở hội trường đông như thế này, mà chỉ nói được với các em là từng nhóm 300 người, 400 người một của các khoa. Thì hôm nay thầy xin nhắc lại là quãng thời gian quan trọng và quyết định của một đời người chính là thời gian các em học 4 năm, 5 năm, 6 năm ở đại học. Đây là quyết định nếu thành hay bại là giai đoạn này. Còn người ta có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, hoặc là người ta nói là không cần học đại học vân vân, thì đấy cũng chỉ là những trường hợp cá biệt. Còn về cơ bản con người chúng ta, khi mà hành trình phát triển từ lúc sinh ra và lớn lên cho đến lúc về già không làm gì nữa, đi về cái thế giới bên kia, thì cái chìa khóa quyết định thành công của các em chính là thời gian 4 năm, 6 năm học đại học. Cho nên các em được thầy Dương chia sẻ tại sao phải học đại học, đấy là một cái món quà rất quý mà nhà trường, các thầy, các cô dành cho các em. Các em cố gắng trân trọng đón nhận nó. Xin chúc thầy Dương cùng cộng sự mạnh khỏe và hy vọng là tiếp tục được đón thầy hàng năm đối với sinh viên của các khóa 15, 16, 17, 18. Và cũng như tôi nói là cũng rất mong có dịp thầy đến chia sẻ với các thầy cô của trường Đại học Đại Nam. Xin chúc các thầy cô của nhà trường tham dự buổi hôm nay mạnh khỏe. Và tôi chắc chắn rằng là thầy Dương nói thì không phải chỉ sinh viên, mà các thầy cô cũng sẽ rút ra được một cái gì đó cho chính bản thân mình. Chúc tất cả các em sinh viên vui vẻ, chỉ có 4 tiếng, không ngủ gật, không nói chuyện, không điện thoại. Được chưa? Vâng, xin trân trọng kính mời thầy Lê Thẩm Dương. Vâng, xin kính thưa ông Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường. Xin kính thưa ông Hiệu trưởng. Xin kính thưa các thầy,
cô trong ban giám hiệu, xin kính thưa tất cả các thầy cô và xin đặc biệt kính thưa các bạn sinh viên nhân vật chính của ngày hôm nay. Cho phép tôi được theo đúng tinh thần của cái thỏa thuận với trường là cho phép tôi được hầu hạ các bạn trong 3 tiếng và hy vọng là ra khỏi khán phòng. Đúng không? Ra khỏi khán phòng các bạn phải nhận được cái gì đó. Và 200 năm thì Marx nói đạo đức là làm được cái gì. Bồ em tốt lắm ư? Thế nào là thằng tốt? Toàn nói cảm tính thôi. Cho nên là những kiến thức tối thiểu cũng không nắm được. Anh ấy giỏi lắm ư? Thế nào là thằng giỏi? Lưu Bị hai tay, hai đoạn gươm, người như cái bị thịt, nắm cả thiên hạ. Triệu Tử Long một mình tả xung hữu đột, 1000 quân luộc. Vậy thì các bạn gái trong hội trường này nếu được chọn thì lấy Lưu Bị hay Triệu Tử Long? Ai giỏi? Toàn mơ hồ không à. Cho nên là cứ ngồi nói chúng ta về tuyển dụng, người có tâm mới có tầm. Thế nào là người có tâm? Toàn định tính. Các bạn là một lực lượng thanh niên thế này, cho nên cho phép tôi được nói chia sẻ với các bạn, chỉ định hình một chút xíu thôi là chúng ta thấy khác hẳn. Đúng không ạ? Thì đấy là cái mà tôi muốn. Cho nên ở đây là một loạt cái mà phải chia sẻ, nhưng mà tôi sẽ gom lại thành đúng cái chủ đề mà mình muốn bàn. Ôi giời ơi, là mấy cái ông giàu nhà mình ấy, Bill Gates có học đại học nào? Được năm thứ nhất thì biến. Ông Đức Hoành Gia Lai có học đâu? Vào liên đoàn bóng đá không có bằng đại học. Không cho vào. Anh Vũ Tôn Hoa Sen có đại học đâu? Đấy là những cái sai lầm nghiêm trọng khi người ta nói ở trên phương tiện đại chúng. Tôi mà được cơ hội tôi đập vào cái người mà phát biểu những cái chuyện ấy. Bill Gates là người học nhiều nhất trong tất cả cái đám giáo sư. Ok. Cho nên buộc các trường phải mời anh ta để vào với tư cách là giáo sư danh dự. Tôi vừa giảng ở Đại học King và Đại học Kent của anh về, ở London về. Và tôi chuẩn bị sang Đức và Slovakia tôi giảng ấy. Cho nên là người ta không hiểu, người ta cứ nói bậy, khổ thế. Cho nên là các bạn là trên 18, các bạn là thanh niên thế hệ rách, các bạn hiểu đời lắm chứ không phải là như thầy sinh viên ngày xưa. Cho nên cho phép tôi nói thẳng và các bạn, tôi nghĩ là các bạn nhận thức được, đúng không ạ? Và chia sẻ thế nó mới vui. Chứ còn nói là như đi họp chi đoàn ấy thì đến đây làm cái gì? Cho nên là Bill Gates là kẻ học nhiều nhất. Đằng sau lưng anh Đức của anh Gia Lai là 12 giáo sư tiến sĩ. Trong đó có tôi núp sau lưng ấy. Cho nên là người ta không hiểu. Cần gì học đại học? Nói bậy, nói bạ. Không đúng. Cho nên tỏ thể hiện như vậy. Tôi không gò các bạn vào đâu được. Nhưng mà nhân loại nó đổ cả máu, đổ cả nước mắt, nó mới rút ra được. Và tôi là kẻ đi nói lại với các bạn, chứ không phải tri thức của tôi. Nếu của tôi nhận thức được và tôi chứng minh được thì tôi giật giải Nobel rồi. Cho nên là hy vọng các bạn không cần phải tranh luận nữa. Nghe cái ông ít học rồi, chưa nghe đã phản ứng đòi tranh luận. Trẻ trâu chưa có cửa. Bởi vì là ở đời ấy, nó có 5 người thầy. Thầy số 1 ấy là thầy Đại Nam. Thầy số 2 ấy là chính mình. Mỗi lần mình ngã xuống đứng dậy thì tục ngữ Nhật nó có câu 7 lần ngã, 8 đời, 8 lần đứng dậy thì chắc chắn mày thành công. Và mỗi lần ngã là một ông thầy xuất hiện. Và cái người thầy vĩ đại thứ nhì đó chính là mình. Và thầy thứ ba là mấy thằng bạn. Cho nên đi nhậu đừng cho nó phí bia. Đi nhậu chính là đi học. Anh bảo vệ là thầy mình. Và các chú quan chức nhiều em đi tù chỉ vì coi thường người khác thế đấy. Cho nên Khổng Tử nói cứ 3 người đi với mình thì chắc chắn có 1 người là thầy mình. Còn 2 người còn lại có thể là bạn mà cũng có thể là thầy nốt. Nhưng chắc chắn có 1 người là thầy. Nếu
mà ý thức được điều đó thì các bạn không thành công mới là lạ. Cho nên các bạn sinh viên suốt ngày nhắn ấy, bao giờ em thành công như thầy. Tôi nhìn chú mày tôi biết rồi. Thường tôi nhắn lại thôi, mày ơi đừng nhắn nữa, mày tốn tiền, mày không thành công đâu con. Chả đầu tư, chả ý thức gì cả. Mới có tuổi này rồi, tí chúng ta sẽ giải quyết. Năm thứ nhất của sinh viên Đài Nam, câu hỏi đầu tiên chơi cụ thể, không có chơi là chúng ta cần, chúng ta phải, chúng ta nên. Sinh viên Đài Nam năm thứ một có nên yêu không ạ? Có hay không? Mẹ game sau này có à không à? Bây giờ tình yêu là cái gì? Mồm cứ leo lẻo, em mà không lấy được anh thì em chết, anh mà không lấy được em thì anh chết, trời sinh ra em là để dành cho anh. Mẹ xến như con nến. Anh mà không có em thì như trái đất không có mặt trời. Sự hấp dẫn, sự hấp dẫn về trí tuệ. Ui sao anh ấy giỏi thế? Nó tạo ra sự kính trọng. Sự hấp dẫn về tâm hồn. Các bạn ạ, ui sao anh ấy ga lăng thế? Các bạn ạ, tạo ra sự ngưỡng mộ. Sự hấp dẫn về thể xác tạo ra sự ham muốn. Ê, cộng ba cái này lại thì nó ra chữ tình yêu. Tình yêu là một thuật ngữ cực khó khi nó trộn lẫn tổ hợp hàm fx ở ba cái biến này. Rất ít gia đình Việt Nam có tình yêu, rất ít các bạn đang yêu mà thực sự là tình yêu. Cho nên là nếu mà tình yêu thật thì sao lại không yêu? Nhưng nó phải đủ ba thành tố này. Còn đằng này ấy, các bạn nhảy vào yêu toàn từ cái hấp dẫn số 3 rồi. Thì cái này nó gọi là người tình. Về mặt luật pháp nó cũng chả cấm, nhưng gọi cho chính xác. Vậy thì tình yêu sinh viên với tình yêu hoàn chỉnh ấy, thì gọi lẫn không được. Thực ra nó là người tình ấy. Thế sao hội trường im thế? Đang liên hệ bản thân đúng không? Mồm nói leo lẻo có biết tình yêu là cái gì đâu. Cho nên là sau này các bạn lấy một cô vợ, còn cô gái lấy một thằng chồng, thì cái thằng ấy phải là ba trong một. Các bạn à, phải có tri thức để khuất phục bà mày, phải có tâm hồn để bà mày thỏa mãn cái cảm xúc. Body là phải ngon. Mà một thằng đàn ông mà ba trong một quá khó, thậm chí không thể có. Vậy thì các bạn sinh viên cần cái nào nhất trong ba cái này? Nếu là toán kinh tế thì trọng số lớn nhất rơi vào biến nào? Biến trí tuệ, biến tâm hồn hay biến thể xác? Mẹ cái thằng học giỏi mất lôi ra thế này, thể xác thì còi. Mà cái thằng to cao đẹp trai thì IQ lại thấp. Mẹ thế chứ nhỉ? Thì các bạn sinh viên Đài Nam thì đặt biến nào là quan trọng nhất? Tâm hồn. Các bạn nữ nói tâm hồn, mà đặc điểm đàn bà bao giờ cũng nói ngược. Nói vét, mẹ thấy thằng nào đẹp trai xỉu. Vậy thì bây giờ đời chết hết rồi, còn mỗi tôi với cả thầy hiệu phó đẹp trai này này, chết hết đàn ông rồi, còn có hai người thôi. Các bạn nữ Đại Nam lấy tôi hay lấy thầy hiệu phó? Chơi luôn, chơi game show này luôn. Đâu bạn, em lấy ai? Ở trong mấy thầy hiệu phó có thầy trẻ nhất này, đẹp trai nhất này. Còn tôi thì già rồi mà coi hết. Chiều thứ ba tiêu chuẩn này em lấy ai? Em là nữ em có quyền. Câu trả lời cuối cùng. Em lấy thầy hả?
Thế bây giờ mình phải học, tôi nó dẫn dắt linh tinh để tôi nói các bạn không hiểu, các bạn ra quyết định sai. Mà nếu giả sử em đấy thôi, mà tôi già thế này, mà người tôi còi thế này, mà người em thế kia, thì theo em thì mấy tháng thì báo Tuổi Trẻ nó đăng tôi cáo phó. Thế không học đại học làm sao mà giải quyết được. Cái chữ tình yêu cũng đếch hiểu ấy, mà mồm lẻo lẻo. Và tôi tin rằng để thỏa mãn thằng đặc dựa nó không ngoại tình, hỡi các cô chứ không phải các trò, thì các cô nên giải quyết ba cái này. Nếu trong người một cô giáo mà có chồng mà đảm bảo được ba cái này, thằng chồng không thể cựa được, cho ngoại tình cũng không đi được. Đó mới là dạy về tâm lý. Wow. Nhưng nếu mà một anh đàn ông về sống với vợ, để người vợ người ta yêu mình thật, thì cố gắng luyện cả ba cái này. Các bạn ạ, cho nên nó là một quá trình tái cấu trúc liên tục. Năm nay là tái trí tuệ, sang năm là cô giáo về tái tâm hồn, thì mẹ tăng ừ lên. Xong là bắt đầu phải tái thể xác. Mẹ đi về nhà nhìn thấy con vợ, ui mẹ con ve trai ở đâu vào tận nhà thế. No. Cho nên là để thỏa mãn người đàn ông thì thường ấy, một cô mà có cả ba là không thể. Cho nên để thỏa mãn thằng đàn ông ấy, thường là cậu phải ba vợ thì cậu thỏa mãn. Một vợ trí tuệ, một vợ tâm hồn, một vợ nóng bỏng. Và đối với một người phụ nữ thì đàn ông hay đàn bà nó vẫn là đàn ấy mà, thì nó phải có ba chồng nó mới thỏa mãn. Nhưng vì phụ nữ Việt Nam họ cam chịu cho nên họ nín lại thôi. Cho nên các chú cứ tưởng là các chú hay lắm, cho nên phụ nữ người ta nín lại. Cho nên phụ nữ Việt Nam có đặc trưng là ngoại tình tư tưởng, cho nên ôm thằng chồng mà nghĩ đến thằng khác còn tệ hơn ngoại tình thể xác nhiều. Cho nên là quá trình phải tái đi. Cho nên là ví dụ như là hôm nay tôi gặp, tôi thấy cái cô hiệu phó của trường mình, cô ấy tái cấu trúc về mặt thể xác ấy, quá thành công. Tôi nhìn người là người tôi mất cảm giác, mất cân bằng. Đúng không? Còn chả biết tâm hồn đến đâu, nhưng nhìn cái thấy mất cân bằng. Cho nên là phải tái nhé. Nhưng ở đâu ra kiến thức này? Cái gì cũng phải biết. Trên phải tường thiên văn, mà dưới phải dành đại địa lý. Mày em phải không có cái đại học toàn tào lao mới chết đi. Ông thầy Tư Tư đó là thầy thần tượng các bạn ạ. Bạn thần tượng ai? Bạn làm y như họ, bạn không cưỡng được. Nó gọi là quy tắc tâm lý bắt chước. Cho nên thằng nào đá bóng mà nó thần tượng Messi, nó đá giống hệt. Và trên mạng xã hội bây giờ phải ít nhất nhân bản gần 100 thằng Dương này, nó bắt chước y chốc. Sơn Tùng cũng thế, bị bắt chước quá trời lớn. Không có sao cả, cứ bắt chước đi. Sau bắt chước thì mình tự làm, sau tự làm thì nó ra đẳng cấp, quan điểm riêng. Như vậy thần tượng là một ông thầy rất tốt, có gì xấu đâu các bạn à. Mà tôi nói thì các bạn bảo tôi là Lý Tuyết Xuông. Thần tượng của tôi là Hồ Chí Minh. Tôi nói thật với các bạn này, cái gì ạ? Tí tôi chứng minh nhé. Đó là ý chí các bạn đó. Đó là ý chí, đó là khát vọng. Với sinh viên gì mà khát vọng ấy. Rồi đến người Việt ấy, có cái nhà ba tấm, có cái xe hơi, thế là đạt khát vọng ấy. Thế là bằng lòng. Cái khát vọng nó hèn lắm. Khi tôi học Đại học Kinh tế Quốc dân ở Bạch Mai này, tôi ngồi tôi nghèo như con chó. Tôi nghe các thầy giảng, tôi nghe hết. Tôi là cái thằng mọt sách. Nhưng mà lúc ấy tôi ước mơ, tôi bảo mẹ tao mà cái xe đạp lúc ấy chả có, tao mà ra trường thì mẹ tao mà có bồ, dứt khoát tao phải chờ bồ tao đi chơi bằng xe tăng à. Cái khát vọng nó phải tăng lên chứ đi. Mẹ kiếp. Rồi giờ giảng đi làm thuê, cuối cùng là 50 triệu một tháng mà mặt cứ vênh lên. Thế tại sao bạn không đặt vấn đề 50 triệu một ngày? Tại sao lại không phải 500 triệu một ngày?
Tôi chưa biết là có làm được hay không, nhưng cái khát vọng sao nó hèn thế chứ, đúng không? Vậy thì các bạn à, thần tượng là ông thầy thứ năm. Để tôi lùa vào, tôi chưa nói câu nào nhé, tôi đang đặt vấn đề để các chị hình dung nha. Tại sao phải học đại học? Thế thằng học trung cấp nó ngu à? Thế cái thằng học trên đại học nó ngu à? Không, không. Và các bạn đang bị dao động, cho nên tôi muốn lắc cho các bạn ở cái cây. Nó đứng thì khi đó bạn ăn, đúng không? Và thầy cuối cùng là sách và internet các bạn ạ. Các anh chị ạ. Và đây là sách lợi hại nhất, thầy lợi hại nhất hiện nay. Cho nên bạn ạ, đọc sách chính là cưỡi lên vai thằng khổng lồ. Thằng khổng lồ nó lòi mắt nó ra, nó cả đời nó được cuốn sách à. Bố mày mất một tuần, bố mày cưỡi lên vai mày, tao lấy mẹ cuốn, tao lấy toàn bộ kiến thức cả đời mày luôn. Mà nó bày ra mà không đọc. Cho nên là các bạn đừng dại. Cho nên Lý Quang Diệu không biết làm thế nào mới nói với các bạn trẻ trong hội trường thế này. Ê tụi bay, tuổi trẻ, bán cho tao một năm tuổi trẻ, tao trả cho mày 1 tỷ đô Singapore. Các bạn đang tiêu tuổi trẻ không khác gì tiêu tiền cả. Cho nên các bạn ngồi đây mà các bạn công nhận tỷ phú đô la, mẹ công nhận nể thật. Các bạn à, tôi không biết làm thế nào. Tôi được minh chứng qua cuộc đời tôi, chứ cuộc đời tôi như rẻ rách, tôi không đủ tư cách tôi nói. Các bạn mới là tỷ phú, còn cái đám tỷ phú không hề. Các bạn à, các bạn đang có một năm tuổi trẻ là thành mẹ tỷ phú rồi. Hãy biến nó thành tỷ phú. Chứ không phải cái đám tỷ phú là tỷ phú. Cho nên là chỉ có thằng điên mới đi dạy khởi nghiệp. Người ta dạy tinh thần khởi nghiệp, chứ không có nước nào nó dạy khởi nghiệp cả. Mà còn định nhét cả vào lớp 1 vơ va vơ vẩn. Người ta cần tinh thần cả. Tao dám làm, tao dám chơi rồi. Khi tao dám rồi thì kỹ thuật khởi nghiệp trở thành trò trẻ con. Dạy cho rõ lắm khởi nghiệp, nó có dám khởi đâu. Các bạn à, mà cái chữ khởi cũng đã hiểu. Khởi là bắt đầu, trong động từ này tầm bậy. Khởi là khởi nghĩa, nếu xét theo bản chất. Cho nên Bác Hồ khởi nghĩa để cướp 2 chữ tự do cho cả dân tộc. Nhưng trước khi mà làm cách cướp nó về, thì bác có dám làm không đã? Cho nên học Hồ Chí Minh là học cái cốt, cái cách. Cốt là bộ xương. À, cái gì ạ? À? Mà căn ấy là cái căn bản. Và anh đại học nó tạo ra cái căn. Tí nó đẩy cái cốt bạn lên. Chứ không phải học Bác Hồ là học cái đi dép cao su. Cái đấy là phải học nhưng nó quá nhỏ. Vậy thì tí nữa, trong hội trường này toán thống kê của thằng Mỹ nó chứng minh chỉ có 5% ở tuổi các bạn nghe xong Lê Thẩm Dương về áp dụng thôi. Còn 95% nghe xong cũng nghe, cũng thấy, nhưng mà không làm. Tí tôi sẽ chứng minh. Và tôi hy vọng kẻ nào khôn ngoan ấy, đẩy mình vào cái 5%. Còn không thì các bạn thua, thua luôn bài lên. Và tỷ lệ thành công là 80-20. Các bạn ạ, quy luật luôn đúng trong mọi hành vi. Xưa lắm rồi, quy luật 80-20 hiện nay chuyển thành quy luật 199. Mà các thầy cứ gào hoài. 100 thằng ra trường có một thằng thành công. Hãy cố đẩy mình vào tỷ lệ đó. Và trong một xác suất nhỏ chúng ta có thể đẩy lên 2-3%. Còn tất cả tiến sĩ, giáo sư, hoành tráng, cử nhân làm cầu thang cho kẻ khác dẫm lên lưng thôi. Xét về bản chất, tí tôi vẽ sơ đồ cho ông coi. Vậy thì các bạn thanh niên thế hệ mới phải nhận thức cho nên đọc sách là cưỡi lên vai thằng khổng lồ. Còn bây giờ còn trên cả sách nữa là internet. Đằng này mở cái máy tính nó là ông thầy. Thế mà tuổi này mở ra vào toàn mấy cái trang cướp, giết, hiếp. Không khá được, tôi chứng minh ngay. Nãy là bạn mập mập này trả lời rồi, thì bây giờ đến lượt cái con ngồi cạnh, cái con ốm, con gầy phải trách nhiệm. Lên mạng thường vào trang nào nói,
Facebook. Ngoài Facebook vào đâu? Ở đây là hội thảo. Tí nữa tôi dành nửa tiếng hoặc một tiếng cho các bạn hỏi tôi chơi tay bò. Không ai chơi một chiều cả. Tôi bắt các bạn phải làm. Đó là điều mất lịch sự. Đó là điều vô học của Lê Thẩm Dương. Nếu có, không ai bắt được. Đây là khoa học xã hội. Và trang nào? Tôi nhìn là tôi biết rồi. Bây giờ xem trung thực không thôi. Xem báo à? Cảm động kinh ấy. Rồi bây giờ chỉ cần hai câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Một, đọc miết ruồi có mấy chân? Con ruồi nó có mấy chân? Không biết à? Thế bỏ mẹ rồi. Chí Phèo tên thật là gì? Có biết không? Đấy, mẹ Chí Phèo tên thật là Nam Cao. Đúng không? Thế biết lên đây đâu? Bây giờ câu này mới hiểm này. Phải hỏi, phải nói chính xác thì mới trao đổi được. Đã xem phim Sếp bao giờ chưa? Xem chưa? Tại sao lại chưa? Hả? Không có hứng thú thì phải xem rồi mới biết không hứng thú chứ. À, xem tò mò thôi. Thế là khó xem cái gì? Có ai tưởng tượng không? Thế theo em thì thầy đã coi bao giờ chưa? Đoán, đoán bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ. Đoán. Quá đúng. Nhưng thầy được coi vì thầy coi với tư cách là nhà nghiên cứu. Thế chứ còn em mà coi là nhà gì? Nhà thực hành ấy hả? Thế rồi, cảm ơn ngồi rồi. Khi nào mà đối đáp với thầy chơi bắt ngát lên thì lúc đấy mới là sinh viên đại nam. Người ta cần nhất là nói càng sai càng tốt. Đào tạo bây giờ là đào tạo đi sửa sai. Chỉ có thằng điên mới đi đào tạo làm sao cho mày đúng. Cho nên bạn càng sai càng tốt, nhưng phải giữ được độc lập tính của mình. Phản biện đến cùng, tôi là tôi. Thì trường đại học nó mới làm được. Tí tôi sẽ giải thích. Nhưng tôi đang mở bài để tôi dập các bạn đó, thì tí nó cho các bạn xài, tôi sẽ sửa xài. Chứ còn nói cái kiểu chúng ta cần, chúng ta phải, chúng ta nên, mà nói với thế hệ này thì sai ngay. Không ai sinh viên nó chấp nhận đâu. Và các bạn không chấp nhận là các bạn có lý. Ok. Vậy thì phải có sách, phải có internet, nhưng phải biến nó thành ông thầy. Chứ đừng dùng nó với tư cách các bạn à, một trò giải trí, các bạn thua ngay. Đúng chưa nào? 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa, Việt Nam 4.000 năm, mà nó đẻ ra có 4 tác phẩm. Và đó là 4 cái chân lý luộc. Các bạn à, cuộc đời là từng chương trong chân lý ấy. Bên trái các bạn à, là Hồng Lâu Mộng. Bên phải là Tây Du Ký. Hai phía trước là Thủy Hử và Tam Quốc. Xong 4 cuốn đó là tao luộc toàn bộ văn hóa Trung Hoa. Trung Hoa chính là cái rốn của vũ trụ. Các bạn à, họ có niềm tự hào của họ với cái nền văn hóa và triết học như vậy. Đằng này cha đọc cái gì kìa, toán đọc cái tàu lao sợ tất gì. Vậy tuy các bạn thôi, tôi chỉ là kẻ đi thuyết phục chứ làm sao tôi bắt các bạn được. Đúng ạ. Tây Du Ký nó cho thấy kẻ nào trong người cũng có 4 phẩm chất. Thôi ông đừng nói tốt đi. Vâng.
vẩn, bạn nhìn được sự vật, lúc ấy bạn quyết đoán, thì đấy là học. Nhưng mà học cái đó ở đâu thì cái phần này tí tôi nói, đừng nóng. Cho nên là ngồi với bạn gái, ông được dựa mấy ông tướng này này, là bắt đầu sồ Đường Tăng với cả sồ Tôn Ngộ Không ra. Úi dồi ôi, đạo đức và quân tử. Bạn gái thì không học, ngưỡng mộ cái hội trường này, đàn ông toàn mất dạy, chỉ có bồ em là tuyệt vời. Mày đợi đó, khi nó lượm xong rồi nó mới thò trừ bắt giới ra. Đấy, mấy thằng kia nó đồng tình, nó cười thấy không? Cho nên có đọc đâu mà hiểu. Và kết quả là Tam Quốc. Thế tại sao không phải là Tứ Quốc, không phải là Nhĩ Quốc? Anh Tào Tháo anh nắm được chính danh nhà Hán. Anh Lưu Bị anh ấy nắm được lòng người. Cái gì à? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và anh Lưu Bị nắm được nhân hòa, anh Tào Tháo nắm được thiên thời. Còn anh Tôn Quyền đóng quân dựa vào núi, ông nội mày cũng không đánh được tao. Anh ấy nắm được địa lợi. Mà muốn thắng người ta thì phải cả ba: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đằng này mỗi anh nắm được một mặt. Hỏi nhau cái triền miên này, hỏi như hết thế nói không thế kia, không ai thắng cả. Cuối cùng một anh cũng bình thường thôi. Đó là anh Tư Mã Ý, anh ấy lượm được cả ba. Cái gì ạ? Chỉ trong một buổi chiều thôi, luộc Tào Tháo 30 giây. Ok, ở đâu ra cái thế cờ đó? Chỉ có học thôi các bạn ơi. Tôi đang dẫn dắt đó, các bạn ạ. Còn bạn không nghe tôi thì đời bạn chỉ ăn cám thôi, chẳng nào chết cả. Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng rồi có ai chết đâu. Nhưng chất lượng sống của mỗi kẻ là kiếp con gì là khác nhau, tùy các bạn. Trên 18 không tâm thần, hãy quyết định lấy vận mệnh của mình. Thế thôi. Mà tôi bằng tuổi các chị, có ai chỉ cho tôi đâu. Chứ tôi mà được chỉ thế này thì mày chết phải đâu. Cái gì à? Thì hãy chứng minh các bạn là cái người mà vận dụng được, đúng không? Nếu đời các bạn không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tức là cái hành trang vào đời nó thiếu một tí, thì đời các bạn không khá được. Càng trường chuyên lớp chọn, mày càng chết. Mày càng giật giải quốc gia, mày càng chết. Thôi đừng lý luận nữa, vớ vẩn. Bởi vì hàm số đó không tối ưu, vì nó bị thiếu biến số. Wow, nhớ nhé. Với trình độ các bạn, tôi hoàn toàn có thể nghĩ là các bạn hiểu vấn đề. Thì tác phẩm nó cho thế. Bên trời Tây là bố già, đó là tiếng chim hót trên bụi mận gai, đó là ba chàng ngự lâm. Tao vì ba thằng, ba thằng vì tao, cuộc đời luôn thắng. Các bạn à, bên kia là thép đã tôi thế đấy, phải ngon hơn thép Hòa Phát ấy, thì mới ăn. Wow. Cha đọc gì cả, đằng này cứ suốt ngày bằng tuổi này rủ một em ra gốc cây thì thằng kia thì nhảy vào, con kia thì đẩy ra, nhảy vào đẩy ra, đẩy ra hết mẹ ba tiếng chả được cái chó ấy. Mẹ, các bạn nghĩ là tôi bị à? Các bạn nghĩ là tôi là cái thằng này 40 năm tôi xà và sinh viên tôi hiểu. Có bạn trai chưa? Nói thật. Còn bên nhỏ mập này là chắc chắn là chưa có, tôi không hỏi. Có chưa? Từ lớp 12 đến giờ có chưa? À, trước lớp 12 đã có rồi. Lớp 7 hay lớp 8? Dạ, lớp 11 ạ. Thế cái thằng ấy đâu vậy? Còn không? Bây giờ còn không? Vẫn sống ạ. Thì lúc yêu có thấy mất thời gian không? Có thấy mất thời gian không? Có ạ. Thế sao mất thời gian sau đó là vì thế mà chấm dứt ai sao? Không ạ, vì... Em bắt đầu độc lập dần rồi đấy. Cho nên học nó độc lập tính ấy. Và đấy là cái mạnh nhất của sinh viên nước ngoài. Tôi là tôi. Còn dốt hay giỏi tính sao? Đúng không? Và nâng độc lập tính lên. Đúng không? Thế cái thằng lớp 11 nó đi chơi với em, nó tìm hiểu em, nó đi chơi. Em không đi chơi cùng ạ. À, học cùng lớp nhưng mà không đi chơi cùng ạ. Sao lại không đi chơi cùng thì lúc tỏ tình ở đâu? Ở lớp ạ. Ở lớp luôn? Vâng ạ. Thế nó ngồi cạnh lớp xong nó có đòi cái gì không? Không ạ.
yêu mà không đòi chỉ có một thằng làm được ấy, đó là thằng Đường Tăng. Nói xạo, cái này là nói xạo. Nhưng mà lúc đấy kiểu... Thôi nói ngắn gọn, hôn chưa? Rồi ạ. Đấy. Thế hôn xong, nói độc lập tính ấy, không sợ gì cái đám hội trường này vớ vẩn. Thế hôn xong có thấy thích không? Nói thật đi, có gì đâu. Có thấy, có à. Ở trong từ điển mà mới lớp 11 mà đã hôn mà đã thấy thích thì trong từ điển nó dịch cái trong nghĩa của nó là dâm tặc. Thế bây giờ có định yêu nó không? Có ạ. Thế bây giờ hiểu chữ tình yêu chưa? Đấy là thể xác chứ đâu phải yêu. Có đúng không? Sao lại không yêu? Đó là quy luật vận động. Đúng không? Chả có gì cả, nhưng nó phải trả về cái nghĩa của học thuật của nó thì nó mới đã. Cho nên tình dục là cái gì đâu? Tình dục cao quý lắm các bạn ạ. Nhưng nó là phương tiện để thể hiện tình cảm. Chứ đằng này lại lấy tình dục ra như con gà công nghiệp thì chết. Mà sau này các bạn lớn này, các bạn học đại học thì các bạn mới thấy người ta dạy văn hóa tình dục cơ mà. Nó là một văn hóa mà. Văn hóa chung cư mà. Chung cư nhà mình làm gì có văn hóa. Văn hóa giao thông mà. Văn hóa từ chức cơ mà. Tớ đau dạ dày là tớ từ chức AB của Nhật là vậy. Đấy mới là kẻ có văn hóa. Wow. Vậy thì tất cả cái mở đầu đó nó đưa đến một cái mệnh đề. Các bạn phải học đã. Học ở đâu tôi không biết. Và học thì có năm ông thầy đã các bạn ạ. Và nếu chưa trải qua năm ông thầy thì cả ông thầy ở Đại Nam đừng tự cho mình là thầy. Wow. Vậy thì rất nhiều thầy hiện nay chưa bao giờ mà xa vào thực tế, nhảy vào công ty nếu dạy quản trị mà cứ ngồi phòng lạnh thì e rằng ấy, mình chính thầy phải hoàn tiền chứ đâu phải các em. Vì chính thầy đó chưa nhận đủ năm người thầy cơ mà. Đó là thầy thực tiễn. Ok. Thầy chính mình ấy. Vậy thì ở đây thì tôi cho tôi mở bài xong rồi. Thì bây giờ chính thức tôi đề nghị các bạn, nếu mà các bạn yêu quý tôi, các bạn hãy bỏ túi nằm lòng những kiến thức sau đây. Nếu mà các bạn sau này có thành công thì hy vọng các bạn cho tôi một lời cảm ơn ở trên page của tôi. Ok. Tôi tin rằng các bạn sẽ hối hận. Tôi tin rằng các bạn sẽ cảm ơn. Tùy vào trạng thái mà các bạn làm. Bởi vì đây là tri thức của nhân loại chứ không phải của tôi. Các bạn không cần tổng kết nữa. Còn lý luận, còn chết. Và bây giờ kiến thức số 1 đút túi nha. Lộ trình phải làm. Tôi không khuyên các bạn. Mày không làm thì đời mày mạt. Có thế thôi. Thế là cả một cuộc đời mới muốn sống ngắn tốt nữa. Thì cuộc đời nếu mày đủ ăn thì người ta gọi là mức sống. Nếu mà mày đủ ăn cộng với đủ tinh thần, ai đụng đến tớ là luật pháp nó bảo vệ các bạn ạ. Tớ có gì bệnh viện chữa liền các bạn ạ. Yếu tố tinh thần cần một cái là tớ nhận được sự công bằng. Thì nó gọi đấy là chất lượng sống. Bây giờ đến mức 3. Đủ ăn. Các bạn ạ. Đủ tinh thần. Nhưng tao được sống bằng ý chí của tao. Cái chân là để đi. Cái tay là để cầm. Còn cái não chức năng nó là nghĩ. Các bạn chưa được nghĩ đâu. Các bạn đang phải làm theo ý chí của kẻ khác. Mà kẻ khác là kẻ thông minh thì nó phê. Mà kẻ khác lại là ngu mà thế cờ mình phải buộc làm theo họ. Các bạn chưa được sống ngày nào đâu. Sống bằng ý chí của chính mình. Các bạn ạ. Thì lúc này nó gọi là sống có chất. Nó chỉ đảo từ đi một tí thôi. Và kết quả mục đích cuối cùng sống phải có chất.
Chứ còn chất lượng sống chỉ là cấp độ 2 thôi. Vậy thì ở Việt Nam đang cấp độ mấy? Chắc chắn Lê Thẩm Dương ở cấp độ 3, tôi là tôi. Mà bạn muốn đạt được cái sống có chất ấy, thì bạn phải đạt đến chỉ số tự do tài chính. Tự do tài chính thì nó kéo theo tự do cá nhân các bạn ạ. Và khi tự do cá nhân nó đạt thì bạn mới được sống bằng ý chí của mình. Wow. Nó rất cụ thể. Đằng này này còn mở ra đi mẹ mấy ông nhà văn hay mấy ông thầy giáo ấy. Nhiều tiền để làm gì? Tôi khuyên các bạn quên cái đi, đừng tranh luận. Tuổi các bạn chưa tới tuổi. Hãy tập trung vào làm gì để nhiều tiền. Có tiền mẹ đâu mà suốt ngày. Nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để tự do tài chính. Tự do tài chính để làm gì? Để tự do cá nhân. Ngắn gọn, nhiều tiền để tự do. Tôi chung về tiền tệ. Không hiểu đừng nói, đừng có bình luận, ngứa mồm. Vậy thì ở đây khái niệm xong, thì từ cái lộ trình này bạn phải làm. Thì cái lộ trình của tất cả những kẻ thành công, Nó đều phải chạy như sau nha. Và cuối cùng nữa, trong thời đại 4.0, tất cả những người có chức có vụ, tôi tránh đụng chạm thôi, nếu không đạt được những phẩm chất bổ sung thì tôi khẳng định còn chết nữa. Và chắc chắn tôi không chết thì tôi mới được quyền nói. Các bạn ạ, vì tất cả từ nhận thức mà ra. Tinh tướng các bạn ạ, ngây ngô nhiều dạng lắm các bạn ạ. Vậy thì lộ trình của nó như sau. Nó bắt đầu khởi điểm cho mọi người, Bác Hồ, Lenin, Stalin, Hitler, vân vân, những tài liệu nghiên cứu rất cụ thể. Và những người cụ thể thấp hơn. Một, khát vọng. Bạn phải có đó. Tôi nói rất không lý thuyết nhé, rất ngắn thôi, phần này tôi sơ đồ, sau tí nữa tôi tập trung vào chữ đào. Khát vọng được hiểu là một cái phần ước mơ. Phần ước mơ mà tính trên nguồn lực của mình. Chắc chắn tao làm được. Ước mơ là một điều mình muốn mà chắc chắn không làm được. Nhưng khát vọng chính là phần ước mơ vớ vẩn nhất bố mày cũng làm được. Thì đó là khát vọng. Khát vọng tiền, khát vọng danh, khát vọng chức vụ, khát vọng quyền lực. Không có cái gì là xấu cả. Nhưng sau khi có nó thì dùng nó như thế nào thì đấy là mất dạy hoặc tử tế. Sau khi có tiền hãy trao đi. Trao không phải làm từ thiện. Không ai đi cho cái thằng lười cả. Mở công ty, mở nữa, lo công ăn việc làm cho người ta. Sau khi lo xong thì mình có phần. Nhận thức cũng không ra. Có danh để làm gì? Có danh để mà truyền bá được tư tưởng tốt. Chứ cái thằng không có danh nói ai nghe. Có chức đâu xấu. Nhưng chức vụ để hầu hạ cho cái quốc gia này, chứ có chức đi đút lót thì nó chuyện làm gì. Cho nên không có xấu. Khát vọng của các bạn là cái gì? Nó là một phần ước mơ. Nhưng làm sao phải biến được khát vọng thành niềm tin? 40 tuổi anh sẽ là thủ tướng. Đó là khát vọng của một em cụ thể thanh niên. Tôi muốn trích dẫn thôi. Nhưng bạn có khát vọng, nhưng bạn có tin không? Đấy là cái khốn nạn nhất. Cho nên niềm tin tất thắng. Học Bác Hồ, học cái đầu tiên là học cái này. Có 6 cây gậy tre thôi. Mà bác tin chắc rằng một niềm tin mãnh liệt có cơ sở là tao sẽ luộc 6 đế quốc. Và kết quả bác luộc trọn vẹn Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Cái vĩ đại nhất của bác thì lại không nêu. Cứ nêu cái hành vi bình thường. Cho nên là nếu bạn có khát vọng mà không có niềm tin, vứt. Các bạn à, có niềm tin mà không có khát vọng là thằng mù. Thì cái lộ trình nó phải từ từ nhé. Nhưng mà ai chỉ tụi bay cái này chứ các bạn ạ. Nhưng đầu tiên là thế đó. Thì cái người Việt Nam nó đau đớn ở chỗ mẹ, cái khát vọng nó thấp kinh khủng các bạn ạ. Thì bao giờ có Bill Gates được. Mà có rồi thì lại khổ. Các bạn không tin. Vì các bạn không tin cho nên là mẹ học thì học, không học thì thôi, thì mẹ tương lai chả biết thế nào.
Thế thì sao mày không làm như thầy Dương? Ê mẹ, đất nước này có mình thầy. Bạn xuất hiện ý nghĩ đó thì đời bạn mạt rồi, vì bạn không tin. Mọi sự học trở nên vô nghĩa, các bạn ạ. Cho nên là cái bước số 2, thế thì lẽ ra chúng ta phải có một chuyên đề xây dựng khát vọng. Một chuyên đề thứ hai, cái công cụ nào để bố mày tin bố mày? Các bạn mất lòng tin vào chính mình, chứ không phải tin vào chế độ nhé. Các bạn không tin, không vượt ngưỡng được. Cho nên là trong lòng các bạn xù ra mẹ bên này là khá bảnh. Mẹ xăm đầy mình, công an bắt được, vừa giơ tay. Mẹ toàn gà công nghiệp, xù lông. Các anh chị à, hãy biến mình thành gà đồi. Khả năng kháng cự lì như trâu. Tôi ăn có khác gì con chó đâu, cái thế hệ tôi. Điểm xuất phát tôi thấp như vậy mà tôi còn múc được. Với điểm xuất phát của các bạn, hai khối thuốc nổ đầy thế này mà tên lửa không bay được thì rõ ràng tin vào chính mình thì không sao. Bây giờ tin rồi thì lộ trình của nó là các bạn bắt đầu đi kiếm công cụ để thực hiện cái khát vọng của niềm tin này, thì bắt đầu nó mới đến phần học các bạn ạ. Mà học thì nó có năm anh thầy các bạn ạ. Mà học thì học cái gì? Một, học cái như thế nào? Bây giờ tao muốn làm thợ hàn thì hàn thế nào? Thì cấp độ 1, ông thầy ông dạy mày cầm cái mỏ hàn, mày dí vào đây cái que hàn và đây là cục sắt. Bác! Xong mày làm mà chưa ổn lắm, nó xù, nó xấu mà lại không dính. Bác! Lên bậc 2, suýt bác! Lên bậc 7. Nhưng tại sao lại phải làm thế này? Không biết. Tôi chỉ biết là làm thế thôi. Thì cấp độ 1 làm theo kỹ năng thôi. Bây giờ cấp độ 2, tại sao lại phải làm thế? Nó dạy tại sao các bạn ạ. Xong đến cấp độ 3 là tại sao của cái tại sao. Và cấp độ 4 là tại sao của cái tại sao của cái tại sao. Thì cấp độ này là trung cấp nghề. Cấp độ tại sao là của Đại học Đại Nam. Và cấp độ tại sao của cái tại sao thì đó là của thầy, nãy tôi được giới thiệu là của thầy phụ trách sau đại học. Các bạn ạ, thạc sĩ đấy. Tại sao của cái tại sao của cái tại sao đó là bậc tiến sĩ ấy. Đó là một nhà nghiên cứu độc lập. Cái bằng tiến sĩ nó xác nhận mày có, mày có chứng chỉ về nghiên cứu độc lập. Ok. Còn nếu mà từ thạc sĩ trở xuống thì vẫn là nghiên cứu phụ thuộc ấy. Cái gì à? Ý kiến của chú chỉ là cái gì? Vớ vẩn. Khi mà chú có chính kiến rồi, độc lập rồi, thì bắt đầu chú chứng minh đi. Chứng minh cho đến khi nó có một cái bề dày nhất định, thì người ta gắn cho chú một cái chữ là sư. Sư là thầy. Nhưng mày mày chỉ là phó sư thôi. Chứng minh độc lập nữa đi, thì lúc này chú mới là giáo sư. Mà sư là thầy, và lúc đó người ta mới cho dạy. Làm gì có chuyện tiến sĩ được đi dạy? Tào lao. Tiến sĩ là bắt đầu, chứ chưa bao giờ tiến sĩ là thành công cả. Tôi xác nhận cho anh có cái chứng chỉ bậc 7, biết nghiên cứu độc lập. Các bạn ạ, còn giáo sư, phó giáo sư chỉ là trợ giảng ấy. Sư mới được dạy. Thế nên là các bạn ạ, chưa đạt chuẩn thì mình phấn đấu cho đạt, nhưng trước đạt phải hiểu đã. Các bạn ạ, còn thạc sĩ chưa đạt tới chỉ số độc lập. Vậy thì phần quảng cáo của trường nghe chuẩn tí nhé. Vậy thì ở đây cái gì ạ? Bước 2 là khi mà có niềm tin người ta mới học. Mà học thì nó có nhiều cấp độ để học. Các bạn ạ, nhiều cấp độ. Cho nên là các bạn không có niềm tin học là bằng thừa. 60% sinh viên ra trường vứt vẻ bằng chạy Grab và làm môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, làm đệ tử cho anh luyện Alibaba. Ngu kinh khủng.
Tôi không còn từ nào để tôi nói nữa. Cho nên là các bạn à, ở đây bản chất quyết định là các bạn. Còn cái nhà trường ấy, thì nó đóng vai trò quan trọng. Quan trọng và quyết định là hai phạm trù không thể lẫn lộn vào được. Quyết định là ở các bạn. Còn trường Đại Nam là mảnh đất để cho cái hạt nó nảy, nó đóng vai trò quan trọng. Không thể đổ lỗi cho Đại Nam, đổ lỗi cho xã hội và đổ lỗi cho Lê Thẩm Dương ngày hôm nay chia sẻ được. Các bạn là quyết định. Ok. Vậy thì mình quyết định trên nền tảng mới nhận thức được. Khi mà bạn xác định được và bạn tin chắc bạn làm thì học tới đâu nó dâu tới đó. Học trái nghề nó cũng ăn mà. Thế học xong rồi thì bắt đầu mình mới ứng dụng. Ứng dụng ở mức đầu tiên là mức bắt chước đấy. Nhưng mà thôi bắt chước đi. Học mà không ứng dụng thì tất cả các thư viện. Còn thư viện của Đại Nam mà chưa có thì tôi đề nghị bổ sung ngay. Đấy là ý kiến cá nhân của tôi. Bao giờ nó cũng có bức tranh nổi tiếng. Đó là mẹ con lừa cõng sách các bạn ạ. Mày không học, không đọc thì chắc chắn là con lừa. Con dưới lừa nữa cơ, nói thế thì khi xúc phạm lừa. Nhưng mày đọc, đọc cho rõ lắm rồi. Mày học lòi mắt mày ra. Nhưng vì mày đích tin, cho nên mày đích chạy theo Lê Thẩm Dương nói, mày đích ứng dụng. Học xong mà không ứng dụng ngay tại chỗ thì thực chất mày là con lừa còn tệ hơn không học. Vì nó còn cõng thêm một đống sách ở trên lưng nữa. Đó là biểu tượng lừng lẫy của một trường đại học. Không trường nào không có cái hình này. Các bạn ạ, lừa thô sách. Cho nên là các chú quan chức đi phỏng vấn ngồi với tôi, mẹ đằng sau lưng, úi trời ơi, bao giờ cũng chọn sách mênh mông. Nhưng đọc xong có hiểu mấy ai đâu, mà học xong có ứng dụng đâu. Cho nên sinh viên bây giờ nó có tình trạng, tôi nói các bạn đừng tự ái, cái mẹ gì cũng biết mà thực ra không biết cái gì. Mà tôi nói đến lượng thầy cô thì tôi không dám nói. Tôi quản lý giáo viên 40 năm, 35 năm bí thư chi bộ, quản lý tư tưởng kinh. Chứ tôi không dám nói, nói đụng người thế. Thậm chí thầy cô cũng có hiện tượng nữa. Vậy thì đừng khoe sách với tôi, đừng khoe học vị với tôi. Vì ông học xong, ông có làm mẹ đâu. Các bạn ạ, không phải tự nhiên tôi nổi tiếng, vì tôi nhận thức được và tôi vận hành được. Thế vận hành xong thì người nó mệt đó. Cho nên nickname của tôi ở trên mạng là Lê Thẩm Dương, người toàn xương. Chứ còn béo thế này thì gây lắm, không được. Thế sao béo thế? Không ăn thì cũng béo. Hả? Bây giờ làm thế nào cho nó gầy? Nhỏ bé anh thương, mẹ không thằng nhạc sĩ nào sáng tác bé bự anh thương. Thế tại sao nhỏ này nó lại ốm, nó lại gầy? Đâu có, nó yêu nhiều thì nó gầy. Thế thôi. Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu. Thế thôi. Có định yêu không? Chưa biết à. Thế nhìn thấy bạn trai bây giờ có thích không? Không thích à? Đi khám bệnh đi. Cho nên là các bạn à, trước khi tôi nói trên đại học, các bạn phải có lộ trình. Tôi và các bạn không cùng nền đích nói được. Hãy tin tôi, hãy tin tôi. Các bạn à, tôi ngạo mạn đến mức trên đây. Nào là báo, nào là trí, nào là tranh, là luận. Có đọc mẹ đâu mà tranh luận. Làm đi. Bạn chỉ học được khi bạn tin một cái nhỏ nhoi nào bạn làm được cái gì. Không một ai mà không có khát vọng trong người cả. Thế bạn tin rồi thì cái động lực học ấy, động lực học nó nằm ở khát vọng trên niềm tin. Không bao giờ đi học lớp động lực thằng sau đấm lưng cho thằng trước. Đấy là cảm hứng chứ không phải động lực. Rồi ôi, động lực là bạn có một cái tin ở một cái đích nào đó. Các bạn ạ, bạn là học không biết mệt. Đây là cái gốc chứ không ai hô hào được đâu. Cho nên là bà chia sẻ, tôi muốn chia sẻ với các bạn với tính cách thuyết phục để các bạn tự nhận thức. Chứ còn tôi chịu. Khi bạn đã có niềm tin rồi thì bắt đầu triết lý khai phóng nó xuất hiện. Nó phóng toàn bộ năng lực của bạn ra để
và bạn học không biết mệt luôn ấy. Và học xong thì phải ứng dụng. Nếu không học, học xong mà không ứng dụng, thực hiện. Nếu một trường Đại Nam không có phần thực hành giúp các bạn, thì bạn phải làm thêm ở một cái nghề nào đó tương tự, chứ không phải làm thêm là tốt. Nhưng học xong có ứng dụng thì bạn xóa được hình ảnh con lừa cống sách các bạn ạ. Thế thì đừng học còn hơn, thì con lừa đỡ phải cống. Đằng này lừa lại còn cống thì cái thằng học còn tệ hơn thằng không học nữa, bất kể trình độ nào các bạn ạ. Cho nên tình trạng không phải lừa cống sách, mà thống kê của Mỹ nó cho thấy cử nhân xịn sau 2 năm, xịn đấy nhá, tối đa 2 năm thì kiến thức về lớp 12. Sau 3 năm không một thằng tiến thạc sĩ nào không về kiến thức lớp 12. Và tiến sĩ loại xịn đấy nhá, maximum 6 năm kiến thức về lớp 12. Mà nó cầm cái bằng tiến sĩ nó cứ mãi như ăn sừng tê giác ấy. Không thể thành công được. Cho nên tôi ở Đại học Kent tôi mới về, bài giảng của thầy cô sau 1 năm nhé, 2 học kỳ, nếu không cập nhật thêm 15% cái mới, biến đuổi lên. Đằng này giáo viên phổ thông của nhà mình ấy, bộ giáo dục thống kê chứ tôi nói đâu, 15 năm bài giảng không thay đổi, làm sao mà khá được các bạn ạ. À, có cái bài giảng cây hoài, đấy là thợ giảng chứ đâu phải thầy. Mà nhiệm vụ bây giờ chúng ta phải biến nó thành nhà huấn luyện, chứ không thể là teacher hay professor được các bạn ạ. À, cho nên ở đây các bạn ạ, các bạn cố gắng nghe tôi đi, xong tôi để lại cái bếp các bạn cần tôi chặt tay bò cho. Vậy thì các bạn thấy lộ trình các bạn phải làm, không tranh luận nữa. Thế bây giờ ứng dụng, thì trong quá trình ứng dụng nó mới lòi ra ý chí, kiên nhẫn, củng cố khát vọng ban đầu, tính hợp tác, sau đó là tính thích nghi. Mày câm mẹ mồm lại, đừng phàn nàn thì đời ắt thành công. Đó là thích nghi. Thua cả con tắc kè mà cứ dạy đời. Sau đó, các anh chị ạ, đó là trung thành, đó là trung thực. Nếu mà đi dạy người ta ngang hương lên, nó là thằng Lý Tiết Xuông, cố gắng thuyết phục người ta. Và trong quá trình vận hành thì nó đòi những phạm trù này, các bạn ạ. Cho nên người Nhật người ta thành công, các anh chị ạ, chỉ cần trung thành thôi. Người Hàn Quốc chỉ cần mỗi trung thực ấy. Mỗi anh nó có một văn hóa. Và trong quá trình vận hành thì nó là học này, một chuỗi này. Học thì có nhiều cấp độ này. Nhưng đừng học nếu bạn không có mục tiêu cuộc đời, tức là khát vọng và tin nó. Thì bây giờ các bạn đang củng cố, các bạn ạ, để xây cái này thì các bạn học. Thế thì chúng nó học hay không người kệ cha cho nó chứ. Là vì bạn có một năng lực tác động người khác kém quá, mà bạn lại bị người ta tác động. Cho nên là tao buồn quá. Tao sống tốt thế mà nó cứ nói xấu ra. Đấy là một cái anh vào đời quá non. Tại sao lại buồn khi người ta nói? Hãy nói cho nó buồn. Mẹ chán đời quá. Thế sao lại chán đời? Thì mẹ phải sống sao cho đời nó chán mình chứ. Thì thế mới là người chứ. Và các bạn ạ, một đám gà công nghiệp hoành tráng chờ bạn gái đi chơi, đụng xe thằng đối diện hừ cái vứt mẹ cả bạn gái cả xe chạy. Thế mà yêu mới đương nói như thánh. Cái lộ trình nó phải vì cái khúc học nó nằm ở đây, khúc ứng dụng nằm đấy. Và tất cả phẩm chất này là nó thực hiện trong quá trình ứng dụng. Bác bạc không phải đời nó tạt. Cho nên cái bạn coi này đấy, là bắt đầu độc lập dần dần. Bây giờ tôi hỏi em một câu, mày đừng ngồi ban đầu là thành đạo cụ giảng dạy ấy. Có trung thực không? Cái phẩm chất này này, trong quá trình vận hành ấy, có trung thực không? Có trung thực. Phải có minh chứng. Nào chứng minh đi, nói cho cả hội trường nghe. Lê Thẩm Dương có đẹp trai không? Trung thực.
Tôi nhìn ạ. Tôi không nói khái niệm ưa mới không ưa, đẹp mới không đẹp, nói dứt khoát. Trung thực, trung thực. Xấu ạ. Quá đúng. Tập đi. Thế thầy hiệu trưởng có đẹp trai không? Trung thực, trung thực. Thầy hiệu trưởng ấy. Có ạ. Rất nhiều cách để hạ nhục nhau. Đừng hạ nhục nhau bằng cách đó. Thì sao thành công được? Có trung thành không? Trung thành với tổ quốc, trung thành với bạn đời, trung thành với bạn bè, trung thành với chồng sau này. Cái phẩm chất có không? Có. Có. Trung thành được hiểu như sau. Chị Võ Thị Sáu nắm được bí mật của đảng nhà nước. Địch nó bắt được, mẹ nó cho vào đấm bác bác. Nếu khai làm quan chức nhiều tiền, không khai tao giết mày. Chị kiên quyết không khai. Đấy là trung thành. Bây giờ giả sử em là nắm được bí mật của đảng nhà nước, xong địch nó bắt được em, xong nó cho em vào nó múc, có khai không? Không ạ. Không khai. Có tín hiệu trung thành ấy. Bây giờ nó nâng mức tra tấn ấy. Mà em mặc quần dài, tôi lấy, nó lấy hai cái cọng thùng, nó buộc hai ống quần lại. Nhưng trước khi buộc, nó thả vào hai ống quần hai con lươn, có khai không? Không ạ. Cái đoạn này phải thảo luận ấy. Lươn có đặc điểm gì? Trơn ạ. Trơn là một, gì nữa? Nó đều là chữ trờ hết. Trơn này gì nữa? Chui. Khi nó thực hiện tất cả những đặc điểm, nó có khai không? Không ạ. Hay nhỉ. Cho mày thực hiện và mày càng thích. Công nhận kinh. Trung thành đấy. Nói thế thôi. Cho nên người Nhật người ta dạy hai cái này đầu tiên. Tao cho mày là người đã, rồi bố mày mới dạy chuyên môn. Còn đằng này dạy cho rõ giỏi, nhưng có phải là người đâu. Ok. Chỉ có khi bạn hiểu chứ tại sao thế này, thì cái anh trung cấp nghề không thể làm được. Không thể làm được. Ngồi nữa mà lý luận. Gọi mà từ bộ trưởng giáo dục ở đây ra tranh luận được. Không hiểu gì cả mà cứ nói thế. Cho nên tôi đã đi cống hiến, thì tôi nói với các bạn, thì các bạn hình dung ra, tôi nói nó phải có lập luận. Và tôi làm sao cho các bạn khôn, chứ tôi đi xúi dại các bạn thì tôi chết rồi. Là một thằng vô đạo đức nếu mà tôi nói mà nó bị chặt, đúng không? Thằng giám đốc thì sập cây cầu, mẹ thằng lãnh đạo thì sập một quốc gia, chứ cái thằng thầy ấy là sập cả một thế hệ đấy các bạn ạ. Chứ không phải cái chuyện chơi đâu. Sách giáo khoa là phải luộc, không lơ mơ ở đấy được. Sập cả thế hệ chứ không phải là sập một quốc gia, một cái nền kinh tế đâu. Cho nên cái nghề thầy của tôi nó vĩ đại nhất chỗ đó đấy các bạn ạ. Đừng có mang chức vụ ra đấy. Vậy thì bây giờ lộ trình bạn phải làm. Bây giờ đến động tác thứ hai cho tôi chia sẻ. Rất thực tế. Yeah. Thế nhưng mà điểm hiện tại của bạn nó là cái gì? Nó là cái gì? Để tao chọn cái phương thức. Bây giờ thầy đừng nói nhiều. Em có khát vọng rồi. Và thế hệ bọn em tin bọn em sẽ làm được. Ok. Bây giờ em đi học để em kiếm cái công cụ em thực hiện cái khát vọng đó. Kiếm cái công cụ để thực hiện. Và em tiếp thu thầy là em sẽ học cả năm thằng thầy. Ok. Nhưng mà học ở mức nào chứ? Thì vấn đề số 2 là nó xuất phát từ việc các bạn luôn luôn phải làm động tác định vị chính mình. Mình là thằng nào thì nó sẽ quyết định. Bạn làm một phát 18 tuổi nhảy thẳng vào chương trình thạc sĩ luôn. Các bạn à, sao lại không? Các anh chị à, mà tao chả học thạc sĩ, tao học trung cấp à? Trung cấp ngày à? Có sao đâu, vì tao đi đường vòng mà. Tao học xong, nhà tao đói bố mẹ. Xong đến lúc tao no, tao đi học.
và cửa đại học mở cho đến tận kẻ 99 tuổi cơ mà. Nhưng mà với bối cảnh ngày nay, với tất cả mình có, chỉ có kẻ không nhảy vào đại học mới là kẻ ngu xuẩn ấy. Với một trường hợp nào đó thì lại không ngu xuẩn, nhưng nó là cái gì? Thì thưa các bạn, định vị chính mình là hiểu mình để mình quyết định. Mà đã quyết định rồi, mình có cơ sở để hành động, thì quyết định xong rồi thì cắm đầu vào học. Học để làm gì? Để thực hiện khát vọng. Nhớ không được hay sao? Mày cầm mồm lại, bố mày tin bố mày rồi. Nó là phương tiện các bạn ạ. Vậy thì bạn sẽ học trên nền tảng bạn phải hiểu bạn. Mà hiểu mình thì nó có, thứ nhất, kiến thức. Các chị ạ, thứ hai, kỹ năng. Và thứ ba, thái độ. Và thứ tư, sở trường. Và thứ năm là đam mê. Kẻ nào hiểu mình năm cái này, đó là kẻ hiểu mình. Rất ít quan chức các bạn ạ, và kẻ có bằng hiểu mình. Bởi vì con người ta nó có xu hướng hướng về cái tôi. Cho nên tâm lý con người ta thường nó đánh giá nó cao, nó cao và nó cao hơn rất nhiều cái nó có. Đó là sự ngu xuẩn duy nhất của con người. Mày không ngon như mày nghĩ đâu con ạ. Nhưng lại có những cái rất ngon mà mày lại không nhận ra. Cho nên ai mà bảo tôi là thằng giỏi tôi ghét lắm. Bởi vì tôi nghiên cứu của tất cả các mặt, não Einstein, não Newton đều giống não các bạn và tôi cả. Các bạn ạ, nhưng mà tại sao họ thành công ghê thế? Thì tí tôi nói. Cho nên ông nào mà bảo tôi giỏi tôi ghét lắm. Các bạn não các bạn với tôi như nhau, giỏi với mẹ ấy. Tôi không hề khiêm tốn. Và chính vì tôi hiểu như vậy, tôi chả ngại thằng mẹ nào cả. Tây với tàu mới chức vụ gặp tôi quất cho hai quất là sấp mặt chứ. Vì tôi tự tin. Ông hơn thì tôi mà ông ghê à. Bảo tôi giỏi tôi ghét lắm. Mà thằng nào mà không bảo tôi giỏi tôi khinh lắm. Vì tôi rất giỏi. Tôi giỏi ở chỗ là tôi biết tôi giỏi cái gì thôi. Các bạn ạ, nếu bạn làm bằng cái giỏi của bạn thì minh chứng nó cho thấy chỉ mất 1/3 cuộc đời mày sẽ thành ngôi sao trong lĩnh vực đó. Còn cái giống mà chạy theo thờ thượng, chạy theo đám đông, làm theo sở đoản thì cả đời chỉ là nhân vật trung bình. Thôi đừng cãi nữa, toán thống kê tôi cầm trong tay. Các chị ạ, nếu làm bằng sở đoản, thằng nào cũng đại học ngoại thương, đại học ngân hàng. Nhưng nghề ngân hàng nó không chấp nhận mày nghe con. Nghề ngoại thương nó không chấp nhận cái phẩm chất như chú nhé. Vậy thì mày chọn nghề hay nghề nó chọn mày? Nghiệp là cái gì? Nghề là cái gì? Công việc là cái gì? Và vị trí công việc là cái gì? Thế tóm lại là mày chọn nghề hay mày chọn nghiệp? Chọn nghiệp hay chọn công việc? Chọn công việc hay chọn vị trí công việc? Nói cứ làm nhảm mà không hiểu cái gì cả. Vì cái não nó không hiểu chứ tại sao. Cho nên ngoài Bắc nó có hiện tượng là lạm phát ngôn từ. Mẹ, ngoài lạm phát tiền tệ ra. Nói có hiểu cái mẹ đó. Nói như thánh ấy. Cho nên Liên Hợp Quốc nó phân công cho mình là chuyên viết nghị quyết thôi. Thưa bạn ạ, tao ở đâu tao sẽ học cái trường đó. Và bây giờ tuyển dụng ai nó quan tâm là mày học trường nào? Chuyên gia tuyển dụng, tôi đi tuyển cho tất cả những tập đoàn. Họ tuyển được họ phải thuê tôi thôi. Các bạn ạ, đằng này lại kêu em là trường dân lập, điểm thế này thế này. Các bạn quan điểm ấy, chính các bạn là kẻ quá cổ hủ. Tao đi tuyển dụng, thực chất là tao đi mua người. Cho nên người ta gọi đó là thị trường sức lao động. Tao mua cái kẻ nào sai được. Còn cái thằng Tây ấy, mà bạn đi xin việc, bạn xòe bằng, nó xé, nó ném mẹ mặt đấy. Nó test tất cả 5 yếu tố này. Xong, chú làm được việc, chú có cái để anh bóc lột chú ở đấy. Thì phát cuối cùng, nó gõ, bạc bạc bạc, nó gõ thẳng về cái trường đại học ấy. Nếu nó muốn kiểm tra, thì trường này nó nói, thằng này là có học thật, thằng này học dài hạn chính quy, nó chỉ cần thế thôi, còn vứt mẹ bằng ấy. Giờ này còn bằng mấy cấp nữa.
Cho nên các bạn đừng mặc cảm là điểm đầu vào nó không nói lên cái gì đâu. Đừng có quan tâm trường này là trường nào các bạn à, mà hãy quan tâm mày có cái gì trong năm cái này, cái gì à? Thì nó mới ăn chứ. Còn cái đám mà bây giờ đi tuyển dụng ấy, thì cái đám cổ hủ thế hệ 6X thì biến rồi. Hãy có năng lực là ăn. Và cái trường ấy, nó sẽ minh chứng tao làm được. Thế thì trường phải trách nhiệm ấy. Thì kiến thức nó có hai phần. Một, kiến thức chuyên môn. Thì bố mày học trung cấp được gì? Thì học đi có sao đó. Và kiến thức ngoài chuyên môn. Chữ kiến thức này 3/4 là nó nằm ở kiến thức ngoài chuyên môn. Còn cái bằng tiến sĩ nó chỉ chiếm khái niệm tri thức có 1/4 thôi. Đằng này hai ông tiến sĩ đi bẻ kẹp cổ nhau. Anh em mình tri thức với nhau. Ai này nói thế? Ai bảo mày là tri thức? Từ kiến thức mà vận hành được, rút ra cái gì thì lúc ấy mới là học vấn. Học vấn nó xuất phát từ chữ educo, thuật ngữ Latin. Học vấn là rút ra. Có học vấn mẹ đâu mà xưng hùng, xưng bá, tiến mới trả sĩ. Thế mà dám phát biểu Hà Nội chứa 72% giáo sư tiến sĩ, cho nên Hà Nội phải thành kinh tế tri thức. Ngây thơ lắm các bạn à. Cái bằng cấp ấy, ngần ấy tri thức, ngần ấy tiến sĩ không nói lên bất cứ cái gì cả nếu nó chưa rút ra được. Và điều thứ hai, cái khái niệm cái thằng có học ấy, 3/4 nó nằm ở đây này. Các bạn ạ, Tam Quốc, Thủy Hồ, như tôi nói, trên phải tanh thiết văn, dưới phải dành địa lý. Tí tôi dành cái phần trả lời cho các bạn. Các bạn hỏi bất cứ cái gì tôi múc cho các bạn coi. Từ xây dựng, y khoa, tình yêu, hôn nhân, trên giường ngủ, tôi nói cho các bạn. Thì đấy mới là tri thức chứ. Mẹ hoen hoen đừng có lộ kiến thức nhé. Các bạn ạ, thế bây giờ bảo là quản trị kinh doanh 4 năm học xong không biết khái niệm quản trị là cái gì cả mà cứ nói thế. Cái gì à? Tóm lại một câu cuối cùng, quản trị là cái gì? Không chơi chung chung nhá. Cho nên là không hiểu các bạn ạ. Cơ hội là gì? Cơ hội là nhu cầu của khách hàng, nhưng mà trên cơ sở mình có khả năng đáp ứng. Vậy thì cơ hội là thuật ngữ, nhu cầu cộng với khả năng đáp ứng. Đảng đã mở cho chúng ta FTA, chúng ta đầy nhu cầu để mà hầu hạ người ta. Nhưng mà cái doanh nghiệp Việt Nam có khả năng mẹ đâu. Tóm lại, chứ cơ hội chỉ được dùng cho những tập đoàn FDI thôi. Còn mấy cái ông cơ vớ vẩn này không có quyền. Thế và các thầy cô, chúng ta phải tận dụng cơ hội. Chúng ta phải lựa chọn cơ hội. Mày không đủ tư cách nói chứ cơ hội nhé. Khái niệm của trả sóng, ý tưởng là gì? Ý tưởng là một ý định, nhưng thị trường phải chấp nhận thì nó mới biến thành ý tưởng. Chứ ý tưởng là chữ cực hiểm hóc. Mở mồm ra là ý tưởng, đó là cái ý nghĩ, cái ý định ngông cuồng của nhà mày. Chứ thị trường nó có chấp nhận đâu mà ý tưởng. Cho nên khởi nghiệp là khởi đầu từ thung lũng Silicon. Ở thung lũng Silicon nó có một câu nổi tiếng, đó là ở đây ý tưởng là thứ rẻ mạt nhất trong mọi thứ. Vì nó có phải ý tưởng đâu. Xu hướng là gì? Xu hướng là sigma các hiện tượng. Khi đã đạt được chỉ số quy luật, mày mới được mở mồm nói chứ xu hướng. Đằng này có mỗi một hiện tượng là mấy con danh con không mặc áo trong nhông nhông ở ngoài đường Hà Nội ấy. Thế mà kêu xu hướng bây giờ không mặc áo trong. Tâm bậy tâm bạ. Nói 10 phát chật cả 10. Nói lăng nhăng. Cho tao biết câu nói, tao biết mày là ai. Mày đừng nói, tao tôn trọng mày. Nói xong là thấy cái đồ rẻ rách ngay lập tức. Không học là chết các bạn ạ. Thế nên tuyển dụng chỉ cần lắc hai câu là chú mày biết đấy. Vậy thì kiến thức, nhớ nhé các bạn. Nếu các bạn lấy ông chủ tịch hội đồng trường, ông nói đúng luôn. Tôi là các bạn, tôi ghi mẹ lại xong tôi viết mẹ tôi dán ở nhà bếp, dán lên đỉnh bàn ấy.
mẹ làm cho bằng được chứ, vít cổ thằng Dương chứ, Dương là cái mẹ chứ, đấy mới là khát vọng. Kỹ năng là mày làm được cái gì, nó đồng nghĩa với chữ kinh nghiệm. Thái độ được hiểu là ý chí, được hiểu là khát vọng. Mày tiến sĩ mà vào trường Đại Nam làm thầy giáo, tiến sĩ mà hèn biến chùm nhân sự, tiến sĩ mà khát vọng hèn, em đi làm chỉ cần hai chữ bình an biến vớ vẩn. Thái độ sẽ quyết định toàn bộ hai cái cùng này, thái độ quyết định trình độ. Đó là trung thành, đó là trung thực các bạn ạ. Đó là trách nhiệm, đó là kỷ luật, đó là thực thi. Câm mẹ mồm lại, làm đi. Làm gì có chuyện ấy? Văn hóa của trường là văn hóa thực thi. Nói thêm câu nữa đuổi. Nói như thánh, càng dạy đời thì càng đuổi. Cho nên có 20 tín hiệu của kẻ thất bại. Vì trước khi thất bại bao giờ nó có tín hiệu cho nó thất ngay đâu. Trong đó tín hiệu đầu tiên thất bại đó là những kẻ hay nói về thành công. Cậu nói bằng ước mơ, các bạn mẹ tôi lãnh đạo 40 năm cả 6 tập đoàn đào tạo của tôi. Các chị ạ, tôi đuổi liên tục ấy. Vậy thì tí nữa các bạn trẻ nhé, hãy nắm lấy mình là ai để quyết định cái gì. Quyết định chọn hệ nào để học. Thứ hai, học thì học cái gì, mà nếu chưa đạt thì bổ sung cái gì. Kỹ năng, thái độ. Và cái yếu nhất của chúng ta hiện nay chính là yếu tố này. Gay nhất chỗ này, bất kể quan chức cho đến lính. Hai cái này thì tiến bộ hơn. Còn sở trường và đam mê khó lắm các bạn ạ. Đam mê đa số là đến 93 tuổi mà cậu vẫn không xác định được đam mê. Đam mê không phải là ý thích. Một ý thích ngông cuồng không phải đam mê các bạn ạ. Đam mê tạo ra thành công. Nói tầm bậy, khẽ nói vớ đấy vẩn. Thành công nó mới tạo ra đam mê. Khi có đam mê thì nhân bội thành công. Xong càng thành công nó càng đam mê. Đam mê nó lại thành công. Quả trứng và con gà thì thành công có trước và đam mê đến sau. Sau khi nó đến thì thành công được nhân bội. Các bạn ạ. Và cái điều đó bạn đạp nó ra. Mẹ cái nghề này không có tiền cho bố mày, đạp nó ra mà nó cứ lấn vào giấc ngủ. Cho nên cả đời nó vào rừng Amazon nó nghiên cứu con cá sấu. Có gì ạ? Vứt hết cả vợ con vì đó là đam mê. Và thằng ấy mới bị cá sấu đớp chết rồi. Sinh nghề tử nghiệp. Ok. Và nó có cách thức để tìm đam mê. Và nếu tôi không đam mê, tôi thách canh chị giải thích được hiện tượng tôi giảng say mê thế này. Cho nên là đi đú với tôi không đua được đâu. Một em giáo sư có thể hơn tôi kiến thức, hơn tôi cái này, hơn tôi cái này. Tôi chỉ cần thua tôi cái này, tôi hạ đỏ ván trên thị trường Việt Nam 30 giây. Chú làm vì nghĩa vụ, chú phải làm vì đam mê nghề giảng. Chú không thể thuyết phục được, nổi tiếng là ở đây. Bây giờ sở trường, đi kiếm sở trường còn chua nữa. Sở trường là một trong ba cái này mà các anh chị sẽ có được. Nhưng nó lại là chuyện của vấn đề khác. Cho nên là tôi trình bày, tôi dắt dây, cuối cùng tôi kết luận cái gì? Mẹ có nên học đại học không? Tại sao? Thì bây giờ bạn định vị bạn đã. Nhưng chắc chắn là phải học rồi đấy. Còn học cái gì tí nói. Nhưng trong quá trình học thì học cái mẹ gì? Thì bước 2, định vị lại mình đi. Mà định vị là mình là gì? Là hiểu mình năm cái này. Thì người ta gọi là thằng biết mình. Ngồi với người khác mà rất nhanh chóng nhìn được họ năm cái này. Mẹ mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào thì người ta gọi là biết ta. Trình độ phải có để biết cái vĩ mô xã hội này là biết bối cảnh, biết mình, biết ta, biết bối cảnh, trăm trận trăm thắng. Các anh chị ạ. Vậy thì từ cái chỗ này bạn sẽ quyết định học hệ nào. Và đồng thời vào cái hệ rồi, học cái gì và niềm tin của mình. Đằng đấy mẹ năm 1 đi nghe ba cái thằng danh con ấy. Năm 1 năm 2 học cái mẹ gì đâu mày ơi. Khốn khổ, nó ngu kinh ấy. Sự quyết định thành bại của các bạn là ở 2 năm đầu. Kiến thức cơ bản.
các bạn à. Mà ngay đầu tiên thì may là các bạn mới vào, chứ còn các bạn học cho tôi đủ vài hôm nữa, tôi quất cho các bạn sẽ thấy nó bật ngửa người. Học triết học chưa hả công chúa? Chưa học à? Thế chưa học thì bây giờ đấy, thấy một bạn trai, hình thức quyết định hay nội dung quyết định? Cả hai à? Đấy, cho nên nó không nghĩ, cho nên người nó mới mập. Có một cái quyết định thôi. Hả? Cho nên những cái năm đầu nó quyết định, hai năm cuối ta dạy cho mấy cái nghề ấy con. Đằng này nghe ba cái thằng bắt giặc ấy, ra trường ấy, cái gì à, nó đuổi khỏi ấy, mày học làm cái mẹ gì, lại thêm cái ba cái thằng năm ba, năm tư nữa. Về nhà thì ba má không nghe, thằng Lê Thẩm Dương thì không nghe, toàn nghe má danh ấy. Hai năm đầu là bạc bài rồi trốn rồi yêu tẩu lao, ai cấm các bạn. Nhưng mà tỷ lệ dùng cho nó thế nào chứ? Hãy tỏ ra khôn ngoan, đừng khôn mất dạy. Nó nhiều kiểu khôn lắm. Hai năm đầu đến năm cuối bắt đầu đua, vẽ đua xong cố kiếm được cái mấy cái điểm cho nó hoàn thành để biến. Các bạn ạ, à, tôi không biết làm sao tôi nói nữa. Đừng có dạy nhé. Sở trường xong. Thế mà chuyên môn, kiến thức thì nó lại có nhiều cấp độ. Cấp độ 1, cấp độ biết. Nếu mẹ cử nhân bách khoa mà chỉ biết sợ và dây điện nó đặt giặt thì còn chả hiểu. Cấp độ 2, hiểu. Mẹ cấp độ là tao hiểu nó giặt của cái dây để nó giặt về điện này, điện xoay chiều của điện này, điện điện thoại đấy giặt. Hiểu xong rồi, mày làm đi mày. Cử nhân làm, mẹ có toàn cử nhân nói vét. Làm xong, đẳng cấp 4, trước khi làm bố mày nghĩ rồi bố mới làm. Thì đó là đẳng cấp phân tích. Phân tích xong làm, phân tích xong làm được, đích làm, mẹ đấy mới là cao thủ. Vì bố mày đã làm là phải nhiều mục tiêu bố mới làm. Thì đó là năng lực tổng hợp. Các chưa? Tổng hợp xong bạc, chết 7 con ruồi một phát, đích làm. Tao phải làm là sao? Cực kỳ sáng tạo. Sáng tạo là tạo ra sự khác biệt. Cho nên cùng là giáo viên 6 loại, chồng 6 loại, tiến sĩ 6 loại, lãnh đạo loại 6 loại. Bạn cấp độ mấy? Vậy thì tại thời điểm này bạn thấy cái đầu em nó không sở trường. Thế thì học mẹ trung cấp đi, nếu bạn có kỹ năng. Kỹ năng này nó lòi ra đấy, có ai cấm đâu. Nhưng rất tiếc rằng các bạn à, tí tôi sẽ nói, cả cái này không có mà cái này thì đang có một chút. Cho nên ở Việt Nam đừng có mang nguyên lý ra đấy. Tôi nói thật. Thế bây giờ đến kỹ năng. Kỹ năng là bắt chước. Rất ít các bạn thanh niên bây giờ đạt cái chỉ độ bắt chước. Bắt chước xong tự làm. Mày về mày bắt chước má mày đi luộc rau ấy. Xong tí nữa tự làm, đó là bước 2 của kỹ năng. Tự làm xong rồi, thành thạo. Thành thạo xong rồi, phối hợp với thằng ngu. Và cuối cùng là sáng tạo. 5 cấp độ. Các bạn là cấp độ mấy? Thiếu cái gì thì bổ sung cái đó, người ta gọi là hành trang vào đời. Thế thì học trường nào để nó cho mình biết cái này? Học hệ nào chứ? Cái này. Thế còn về thái độ? Thì thái độ nó có này. Một là cấp độ nghe. Thằng nghe là thằng đã chứa đựng thành công. Nghe xong phải áp dụng. Nếu chỉ nghe là con lừa cõng sách. Vận dụng xong bạn mới thấy, à hóa ra thì cái sở trường của mình và cách nhìn của mình, mấy ông thầy và cô dạy nguyên lý rồi, thì nó thành quan điểm riêng. Quan điểm riêng mạnh đến mức như Lê Thẩm Dương ấy, tao sẽ tác động mày. Đó là quá trình gây ảnh hưởng với người khác, các bạn ạ. Và cuối cùng, một thái độ cực kỳ quái đản, đầy sáng tạo. Và chữ sáng tạo lặp lại 3 lần. Tôi đang nói có thể các bạn đứt mạch. Tôi nhắc lại. Một, lộ trình cuộc đời mày không học trong một chuỗi, mày chết. Có thế thôi. Còn học hệ nào? Ở đây người ta nêu các thầy cô bảo, bọn tôi cũng nói với các em,
lộ trình mà không học đại học thì gay quá. Thầy chia sẻ cho các em thêm một chút, chứ các thầy cô có phải không nói đâu. Thì tôi nói rõ ra, phải học. Thế muốn học đại học hay không thì bạn phải đánh giá ở thời điểm hiện tại các bạn có cái gì ở đấy. Kiến thức, kỹ năng, thái độ. Rất nhiều thằng hiện nay chỉ đạt mức 1, 1, 1. Còn đa số thanh niên bây giờ là 0, 1, 0. Thế mà nghênh ngáo. Vậy thì làm sao để nhanh nhất có được ba cái này? Bạn vào trung cấp nghề thì bạn được có 1 thôi. Nhưng mà vì người ta muốn ủng yểm trợ cho các bạn điểm thấp quá, thì về tuyên truyền cũng như cách nhìn, người ta sẽ nhìn một biến thôi, chứ bài báo đó không sai. Nhưng nếu mà phổ quát thì không đúng đâu. Cho nên tí nữa, con đường ngắn nhất mà các bạn làm, nếu mà nó đạt mức độ tối thiểu, mà các bạn có tối thiểu đâu. Điểm đầu vào 3 môn là thế đâu tối thiểu. Còn những anh mà nó thấp quá, bởi vì 1 nó không có thiên hướng, 2 là không đủ năng lực, và 3 là rất thích kỹ năng, thì họ học trường nghề có sao đâu. Nhưng tôi khẳng định các bạn, ở lứa các bạn, đó là một con đường đi vòng. Vậy thì định vị xong thì các bạn thấy ở đây nếu đạt đến cái mức này thì các bạn sẽ thấy lại càng phải học đại học các bạn à, để nó bổ trợ cho các bạn, đúng không? Cho nên là giáo viên 6 loại chứ. Kỹ năng có mấy người giáo viên đạt đến cấp 4 đâu. Giáo viên phóng lãnh về mặt thái độ, ô có đến đâu nhỉ? Cho nên hơi phản nàn tí, đúng không? Nhưng mà đẳng cấp nó lên mức sáng tạo thì lúc này nó cần nhất lực lượng giáo viên này. Thì nếu trường mà đạt được cái đó thì lúc đó nó sẽ hút được sinh viên và họ yên tâm hơn. Thì đấy là cái tôi muốn nói với các thầy cô. Sáng tạo là gì? Sáng tạo là tạo ra khác biệt, tuyệt đối không được dị biệt. Nếu mà khác biệt nó đạt tới chỉ số khác biệt của khác biệt thì nó thành khái niệm tư duy đột phá mà Bác Phúc đang kêu gọi. Đột phá là mức độ cao hơn nhiều của sáng tạo, nó là khác biệt của khác biệt. Cho nên các thầy cô mà giảng ấy, mà bằng bao bòi 4.0, tôi bá bằng sư phạm, một cái của trường Northwest, thì sĩ nó cấp, một cái của Bân Tân và một cái của bộ. Cho nên mới xin phép khoe mẽ thế. Cái bảng trắng này này, nó là công cụ vĩ đại nhất các bạn à, trong quá trình giảng dạy. Vì nó bắt cái người ngồi dưới phát huy tất cả 5 chức năng, 5 giác quan, thậm chí nó tổ hợp được trực quan tức giác quan sống. Đằng này lạm dụng xong lại kêu là hiện đại hóa, tầm đấy là tầm bậy hóa. Mẹ cái bao bòi nó làm cho chỉ giúp thằng thầy khỏi quên bài, phân tâm toàn bộ học trò. Có yêu mẹ ấy. Vậy thì mình phải sáng tạo chứ. Cho nên các thầy cô mà dạy bao bòi thì tôi dùng bảng trắng. Mà các bạn dùng bảng trắng giống tôi dùng bao bòi diệu nghệ cho mà coi. Nó có nghề dùng chứ không tự do được đâu. Thấy chưa? Thế mà các thầy cô nói giọng mô phạm thì tôi nói đời thường. Mà các thầy cô mà sáng tạo mà nói tử tế thì tôi nói bậy. Mà các thầy cô muốn nói bậy như tôi không nói được, vì nó còn liên quan tới nguồn lực. Muốn nói bậy thì cái mặt ấy trông nó phải hơi mất dạy. Chứ thầy cô không nói được. Vậy hãy chọn đúng sở trường của mình mà tung đòn. Đừng đi bắt chước người khác. Các bạn ạ, không thành công mới là. Vậy yếu tố 2 có thể làm cho các bạn đứt mạch. Tôi nhắc lại, định vị chính mình. Nhưng tôi hơi vô duyên một tí. Tôi khẳng định với điểm thi của các bạn thì các bạn đang có một cái phần sở trường mang tính kiến thức ấy. Các bạn mà đút đầu vào cái phần kỹ năng, tức là đi luyện đánh đúng sở trường của mình là phần trung cấp nghề, thì tôi e rằng các bạn đang phí phạm. Đấy là thuyết phục. Nhưng nếu bạn nào mà cái dàn điểm suốt 3 năm của cấp 3 nó chứng minh rất là rõ bạn rất sở trường ở phần kỹ năng, thì lời khuyên của tôi đừng học đại học. Các chị ạ,
và kết quả kỹ năng sẽ đem lại cho bạn tuyệt vời. Nhưng điểm xuất phát của sinh viên trường này với hồ sơ tôi nắm được thì điểm khởi đầu thì tốt nhất là nên học hệ đại học các bạn ạ. Với năm ông thầy và các bạn chọn ông thầy đầu tiên là chắc chắn phải thầy rồi. Thầy ở trên bục rồi, nhưng thầy này là thầy ở cấp độ đại học với một cái lập luận rất cụ thể để chứa tương lai cho các bạn. Các bạn học trung cấp hoàn toàn không sai, nhưng họ chứng minh được cái thiên hướng của họ chỗ này các bạn ạ. Còn cái này nó làm cho bạn có được ba cái thứ này nhanh nhất có thể. Ở đây có một cái phần nữa là trách nhiệm của phía trường. Hãy chứng minh rằng nếu chú muốn ba cái này nằm trong tầm tay của nhà trường này. Và vừa rồi thì tôi gặp cộng với hồ sơ mà trường gửi cho tôi thì tôi có niềm tin như vậy. Thì tôi làm quảng cáo cho rất nhiều công ty, nếu tôi cảm nhận mà không được như vậy không bao giờ tôi làm các bạn ạ. Ví dụ tôi làm những tập đoàn lớn lắm như là Samalabat vừa rồi, hay là các tập đoàn từ LG, Yamaha, Toyota, thì ở đây tôi nhận lời bởi vì tôi nhìn thấy cái hồ sơ của trường cộng với mắt thấy tai nghe tuyệt vời, thì tôi kết luận lại là các bạn phải học. Kết luận thứ hai, sau khi định vị giúp các bạn với điểm thi của các bạn như thế này cộng với mà cái quá trình tuyển của trường, thì các bạn nên khởi động bằng đại học. Còn ở cấp nữa mà chứng minh được là kỹ năng, là sở trường, thì các bạn nên học trung cấp nghề. Chứ còn tất cả báo chí họ nói bằng cảm xúc không đúng, đúng không? Kiến thức số 3, và chắc chắn bằng nhạy cảm sư phạm của tôi thì kiến thức số 3 sẽ nói sau giờ giải lao, trong đó có cái phần hỏi đáp cho em, kể cả thầy cô, kể cả học trò, mình biến nó thành hội thảo. Còn đến giờ này cho hội trường giải lao thì ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở phần sau. Wow. Và chắc chắn là chương trình nó sẽ đến cuối giờ, đúng giờ. Cho nên bạn nào thích chụp hình, tôi không thể đứng được đâu, cho nên tôi ngồi đây, bạn nào thích thì lao lên sân khấu, đứng ở sau lưng chụp bác 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 ấy. Tí nữa khỏi phải chụp. Thì cô trong ban giám hiệu hội đồng trường cho phép được tiếp tục. Và chúng ta sẽ làm đúng giờ, ok. Để biến thành một cái hội chứ không hẳn là phần lễ, đúng không ạ? Và chương trình tiếp theo thì xin thưa với các bạn sinh viên là hai điều. Một là cho tôi rất cảm ơn tình cảm của các bạn và cái nhiệt huyết của các thầy cô trong chủ tịch, trong hội đồng trường cộng với ban giám hiệu đã lan tỏa đến tất cả sinh viên. Tôi dày dạn trong kinh nghiệm trường học, nó đang chứa đựng một cái tiềm ẩn quá tốt cho tôi xin nói cái cảm xúc đó trước khi mà các bạn ổn định chỗ ngồi, tranh thủ thời gian thực sự là chia sẻ cái cảm xúc đó. Và bây giờ xin phép
cho tôi làm hai phần ở cái phần 2. Ở phần 2 chúng ta có tiếp tục cho tôi được nói một chiều ở cái nội dung 1 tôi đang trình bày tiếp. Và nội dung 2 thì xin phép, ai cũng có chữ tôi của mình, cho nên là đến lượt các bạn sinh viên và thầy cô nói, ok. Và tôi đang đá trong cái mạch đá của tôi rất cụ thể. Một, không học là chết. Một câu nói có thể mạnh hơn một khẩu đại pháo, đó chính là Napoleon. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lý do, sắp Tết các bạn chúc nhau sức khỏe. Hầu như không ai hiểu chứ sức khỏe. Sức khỏe não nó chiếm tới 3/4 của công nghệ 4.0. Không học là chết. Và sức khỏe được hiểu theo nghĩa cơ bắp, nó chiếm có 1/4 thôi. Cho nên sức khỏe cơ bắp, khỏe mạnh, về thời Quang Trung mà sống. Cho nên nhiều bạn thương tôi, cho nên tôi cảm ơn. Thầy gì mà gầy thế? Tao gầy nhưng mà não tao nó to. Cho nên là các bạn ạ, chúc nhau sức khỏe là chúc cái gì? Đúng chứ nè. Vậy thì ở đây các bạn gái sau này hết học phải lấy chồng, lại cứ nhè cái thằng mà bụng 6 múi để lấy. Sai rồi, chết rồi. Phải đâm đầu và lấy cái thằng mà não 6 múi á. Được chưa? Đấy là cái tinh quái của người phụ nữ khi chọn chồng. Các bạn ạ, cho nên là tại sao phải học đại học? Đó là phần 3, sau khi các bạn ổn định chỗ rồi thì tôi mới nói. Với một lập luận đầu tiên, không học là chết. Lập luận thứ hai, tùy vào định vị của mình để ra quyết định học hệ nào. Và chốt lại ở phần 2, với điểm học thuật của các bạn mà các bạn lại được vào một cái môi trường theo số liệu tôi biết với 16 khoa, với một lực lượng người đào tạo toàn là những chuyên gia đầu ngành. Và điều thứ ba, ngay phát đầu tiên tuyển sinh chúng ta đã phun chỉ tiêu đào tạo. Rất khó có trường nào làm được điều đó. Và tôi nghĩ là các thầy cô và các bạn có quyền tự hào với cái mảnh đất trường Đại Nam mà các bạn đang ngồi. Tôi nói có cơ sở, tôi nói có trách nhiệm. Và các bạn đã đạt được sự yên tâm. Một, không học là chết. Hai, chọn hệ đúng rồi. Ba là cái mảnh đất gửi gắm tin được rồi. Bây giờ đến phần 3. Tôi cho tôi thuyết phục các anh chị bằng uy tín và thương hiệu của tôi. Tôi nghĩ rằng các bạn hãy nghe tôi. Còn lại là thông tin trên mạng, đừng để tôi nói. Nó tới 90% là thông tin rác. Cho nên là phản ứng với thông tin bằng sự phán xét của mình, với sự thuyết minh thêm phần 3 của tôi. Tại sao phải học đại học? Các bạn ạ, nếu là cái năng lực của bạn, kiến thức, kỹ năng, thái độ, tôi đã phán xét. Bây giờ tôi giả sử thấp hơn chăng nữa, tại sao phải học? Chứ còn người ta nói một cách cảm tính, người ta nói ẩu là không có ổn đâu. Tại sao? Cái gì ạ? Với công nghệ 0.0 là loài người từ loài khỉ, và con khỉ, khỉ người nói nôm na như vậy, nó phát hiện ra lửa và làm cho con người chuyển từ cái con khỉ chuyển từ ăn sống nuốt tươi sang ăn chín. Cuộc cách mạng 0.0 vĩ đại nhất là phát minh ra lửa. Sau khi ra lửa xong thì con người bắt đầu cái gì à, chuyển sang khỉ thành người. Rồi tiếp tục quá trình tiến hóa nó sang 1.0. Và người ta đã đẩy nó từ kéo cày sang hơi nước, năng suất tăng vọt và kết quả chỉ số não phải tăng trưởng mới tồn tại được. Sau đó
con người chưa dừng lại, cái cấu tạo bộ não nó kinh hoàng vậy đấy, mà nó tạo ra 2.0 các bạn ạ. Điện, nhưng mà đó là điện dân dụng, máy chạy phà phà. Tôi mới ở viện bảo tàng London tôi về, các anh chị ạ, đầy đủ dẫn chứng hết. Và kết quả loài người tiến thêm một bước nữa, điện nhưng mà điện tử, các anh chị ạ, với 3.0 1969, thời kỳ Bác Hồ kính yêu của chúng ta mất, một kỷ nguyên bắt đầu. Và một kinh tế kết nối người với người xuất hiện. Tôi ngồi ở đây mà trái đất trở thành hòn bi ve, năng suất đột ngột tăng. Và bây giờ con người vẫn chưa dừng lại, nhảy sang 4.0 là sự đột phá của công nghệ sinh học, đột phá của công nghệ vật lý và đột phá của công nghệ IT. 4.0 không hề là IT mà là tổ hợp của ba ngành đột phá và làm cho chúng ta có được sự kết nối giống 3.0, nhưng bây giờ không phải kết nối người với người mà là kết nối vạn vật. Và nếu con người không theo kịp thì chúng ta thua. Vậy đại học nó giúp cho các bạn đu được con tàu 4.0. Và nếu có thể bạn lái được tàu 4.0 và có thể bạn cải tạo được con tàu 4.0. Chứ người ta nói 4.0 người ta không hiểu. Ok. Cho nên chỉ có bậc đại học là tối thiểu nó mới giải quyết được. Còn lại bậc trung cấp nghề không giải quyết được. Người ta động viên để người ta giải quyết cho những bạn trẻ mà lại thấp cơ hơn các bạn với một cái sở trường chỉ có thuần kỹ năng thôi. Ok, không xấu, không xấu. Nhưng với nguồn lực các bạn thì tôi cho là không tối ưu. Vậy học đại học nó đem lại cái gì? Một, tất cả những người bằng cấp hiện đại nhất, kinh nghiệm nhất đang thất bại. Vì bối cảnh nó thay đổi thì nó đòi con người thay đổi. Ông nào trên TV cũng nói bây giờ 4.0 là lực lượng sản xuất thay đổi thì quan hệ sản xuất phải thay đổi. Tóm lại, các em phải thay đổi. Thay đổi cái gì? Nói chung là thay đổi. Toàn tào lao thôi. Tôi không tào lao. Cho nên tôi nhìn cái slogan của các bạn ở sau áo, học để thay đổi. Đúng rồi. Nhưng thay đổi cái gì? Thì cái phẩm chất đó được minh chứng và chỉ có đại học nó mới giải quyết được ở mức tối thiểu thôi. Nhưng mà ở cái thế cờ phẩm chất của mình nó không đủ thì đành phải học trung cấp trước đã để đợi sự trưởng thành. Đừng có mang cái đó ra tối ưu với tôi, các anh chị à. Và đừng mang Bill Gates ra đây với tôi, vì anh ta đi đâu cũng có hai thằng vệ sĩ và hai thằng vệ sĩ, một thằng sách dụng cụ và một thằng sách một cái cặp, hai cái cặp. Người ta tò mò kinh khủng, không hiểu thằng này nó đi đâu cũng có hai cái cặp ở trong đựng cái gì. Thì hóa ra là cái cặp to nhất bao giờ cũng có 3 cuốn sách. Người ta chứng minh Bill Gates là kẻ học nhiều nhất. Thằng này lại đi dẫn chứng ấy, nó cứ học đại học nó thành công. Tôi vả vào mồm các bạn ạ. Cho nên là ở đây thì học đại học nó giúp cho bạn, một, nó giúp cho bạn hình thành phẩm chất đầu tiên bắt buộc các bạn phải có, và đó chính là giáo sư, tiến sĩ thi nhất thế giới mà thất bại toàn tập. Lý do là lý do một trong 4.0 nó đòi, đó là làm việc ở khu vực. Bạn đang làm ở Hà Nội, bạn làm ở Lạng Sơn, tôi chấp các bạn. Nhưng mà với FTA, khái niệm biên giới chỉ còn lại khái niệm trong khái niệm dân tộc thôi. Chứ còn ấy, đứng về thị trường, đứng về tư duy thì khái niệm biên giới không còn nữa. Toàn thị trường, toàn thế giới chỉ là một thị trường ấy. Cho nên nó bắt buộc con người ấy, làm việc ở khu vực, nhưng tư duy phải toàn cầu. Cho nên đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các thầy cô, đại học Đại Nam ở Hà Nội, nhưng mà anh giảng viên phải đạt chuẩn của AUN 11 chuẩn, phải đạt chuẩn thấp nhất là khu vực. Thì sinh viên cũng vậy, còn không là đời đứt. Các bạn ạ, 200.000 sinh viên thất nghiệp, không thất nghiệp uổng.
Cho nên chị Thảo Vietjet Air chỉ thuê nhân sự. Các bạn đi Vietjet mà xem, toàn Myanmar, toàn Philippines, Singapore. Thế thế sao lại không thuê tiếp viên Việt Nam? Cho nên là cái hội nhập của Đảng và Nhà nước là cú đánh trưởng thành nhất cho dân tộc này. Không có ai dạy được thì tốt nhất chúng ta hãy dạy nhau trước đi. Còn không là các bạn tội. 200.000 sinh viên thất nghiệp. Lý do chuẩn toàn cầu không đạt. Lý do cái gì à? Năng suất của anh chàng Philippines ấy. Tôi sang tôi quần tưng bừng tôi giảng bên đấy. Một đất nước nghèo đói và đầy bão mà năng suất trung bình nó cao gấp đôi người Việt. Một đất nước Malaysia 3 ngày, một ngày 3 lần đến đền thờ đạo hội, trồng mông lên để lạy mà năng suất gấp 6 lần. Một anh chàng Singapore bé xíu người như người Việt, năng suất bằng 15 người Việt Nam. Thế thì thuê người Việt Nam làm cái gì các bạn à? Nếu cùng mức lương. Cho nên là thất nghiệp là một tín hiệu cực tốt để nó răn dạy các chú. Con lỡ phớ, con sai hệ mà còn không học, chú chết, không còn đón đời gì cả. Chỉ có đời nó dạy thì mới hiệu quả ấy. Cho nên sự phá sản doanh nghiệp là một tín hiệu cực tốt cho Đảng Nhà nước, chứ không có gì đáng buồn cả. Trong thị trường không chấp nhận con gà yếu tồn tại. Đó là sự vĩ đại của cạnh tranh các bạn ạ. Cho nên là các bạn trẻ mà lại nhận thức được cái này, khi tôi bằng các bạn thì không hiểu ngày nay tôi như thế nào nữa. Các bạn á, tôi nhận thức chậm hơn mà tôi đã đạt thế này rồi. Cho nên là chỉ có đại học nó mới dạy các bạn này. Mày làm việc ở Hà Nội nhưng toàn bộ chuẩn mực công việc phải toàn cầu. Giảng viên phải toàn cầu, lãnh đạo phải toàn cầu, chuẩn toàn cầu, chứ không phải là đi khắp thế giới các bạn ạ. Và nếu không đại học nó chỉ giảng cho bạn kỹ năng thôi. Bạn làm thợ hàn rất tốt nhưng bạn không đạt được cái tại sao của nó, không xử lý được, thì đấy, ở bậc đại học nó giúp các bạn cái điều đó và nó phù hợp với công nghệ hiện nay. Cho nên tất cả những anh kinh nghiệm, các chị ạ, những anh mà lấy văn hóa làng, lấy cái chuẩn làng ra là các bạn thua. Vậy trường phải đua với chuẩn. Và chuẩn thấp nhất phải là chuẩn Đông Nam Á, AUN. Chuẩn thấp nhất rồi đấy các bạn ạ. Thì trường mình đang đạt. Thì học sinh mà học hệ khác ra trường là không thể đạt chuẩn này. Mày có giỏi nhất trường cũng chỉ là chuẩn Hà Nội thôi. Chuẩn Hà Nội vứt, chuẩn Việt Nam vứt. Giá chốt phải chuẩn khu vực hoặc chuẩn quy ước hoặc chuẩn EU và tốt nhất chuẩn thế giới. Cho nên là ở đây chào hỏi đi đứng tất cả là chuẩn các bạn ạ. Cho nên mấy bạn ấy bây giờ sau đại học thì biết, chỉ bằng tuổi này yêu nhau hôn cũng không biết đường hôn, đứng không biết đường đứng, ngồi ăn không biết, chật lấc các chuẩn. Còn thầy cô nhà mình ấy, vẫn chưa đạt chuẩn. Chuẩn nếu mà tính theo giờ, nó tính theo giây các bạn ạ. Chuẩn là trong một giờ học phải dạy sinh viên cả 3 kỹ năng. Làm gì có môn giao tiếp được tách riêng. Thằng dạy toán cũng phải dạy kỹ năng. Ví dụ về toán là ví dụ cụ thể, chứ không có N cái khẩu pháo bắn M cái máy bay, không có N, M gì cả. Nhưng anh không có thực tế. Cho nên là chỉ có đại học nó mới giúp được. Làm việc một nơi nhưng hành vi chuẩn trong tư duy và hành vi phải chuẩn toàn cầu. Không thì đất nước này chết. Vì tại Hà Nội thì có doanh nghiệp và có trường học Hà Nội dạy. Nhưng đồng thời nó lại có Việt Nhật Fulbright nó dạy. Mà nếu tại Tokyo thì cũng có Việt Nhật, cũng có Nhật nhưng cũng có Việt Nhật dạy. Cho nên là bạn bán hàng ở Cần Thơ với bán hàng ở Tokyo giống hệt nhau. Không có khái niệm quốc tế ở đây. Đằng này cứ lạm dụng. Cần Thơ cũng là quốc tế. Và thanh toán LC được thanh toán trong nước chứ không phải chỉ thanh toán nước ngoài. Cho nên là cái chuẩn giáo viên thì phải nâng lên. Và khi nâng lên thì nó mới đạt được cái chuẩn. Chỉ có đại học nó mới làm được thế các bạn ạ. Cho nên là làm việc một nơi
nhưng hành vi phải là chuẩn thế giới. Còn làm việc ở đâu ở thế giới thì đấy là tác dụng số 1. Không đạt điều này thì có 10 giáo sư cũng vứt. Họ ngây ngô ở chỗ đó. Và tôi yêu cầu VTV1 cho tôi trình bày để tôi cho cả xã hội nghe đi. Tôi sẵn sàng đấu. Đằng này cứ nói chung chung, 4.0 thay đổi thì chúng ta phải thay đổi. Thay đổi cái gì? Ừ thì nói chung là phải thay đổi. Nói chung vân vân mới tùy là biểu hiện của kẻ bí. Được chưa? Còn không thì các bạn cứ mãi mãi vẫn là anh trưởng thôn thôi. Anh nhất thôn, chứ anh ra ngoài nó loại anh ngay. Cái gì à? Nhà báo hỏi tôi. Thế bây giờ tình hình 200.000 sinh viên thất nghiệp thế nào? Tôi bảo chị đi về tòa soạn. Chị không phải đối tác để tôi nói chuyện. Chị về đến tòa soạn, tôi dám cá với chị sinh viên thất nghiệp sẽ tăng lên 500.000. Các bạn ạ, đó là tất yếu. Cho nên bạn không đạt được thì bạn thua. Và chỉ có thằng đại học đó phải nói dứt khoát. Ok, phản biện tí nữa tôi chấp nhận. Ý số 2, chỉ có thằng đại học ở mức tối thiểu nó mới làm được. Đừng ngụy biện. Biện là lý lẽ, mà ngụy là nói láo. Ok, anh đừng chạy trốn bản thân. Cho nên là nó giúp các bạn phần thứ hai phát triển toàn diện. Một cái nền kinh tế tự cung tự cấp, năng suất cực thấp, cần ớt trồng ớt, cần tăm trẻ tăm, năng suất thấp lắm. Và loài người nó phát triển sang giai đoạn 2. Thằng nào giỏi cái nào làm cái đó, xong anh em mình đổi cho nhau. Nếu đổi cho nhau thì nó thành kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường chính là kinh tế làm ra để đổi chứ không phải để ăn. Và vật phẩm đổi được biến thành hàng hóa. Mà nơi đổi là thị trường, mà phương tiện đổi là tiền tệ. Cho nên là có 3 tên gọi: kinh tế hàng hóa nếu gọi theo vật đổi, kinh tế thị trường nếu gọi theo địa điểm, kinh tế thì tiền tệ là đỉnh cao của kinh tế thị trường ấy, nếu gọi theo vật trung gian. Ok, vậy thì ở đây nó chuyển sang chuyên môn hóa, năng suất nó cực cao các bạn ạ. Xưa rồi, chuyên môn hóa xưa rồi. Với công nghệ 4.0 nó không cho phép chuyên môn hóa mà nó đòi xuyên môn hóa. Các bạn ạ, làm gì có giáo viên dạy giao tiếp? Thằng dạy toán phải dạy giao tiếp. Làm gì có giáo viên dạy thái độ? Toán phải dạy thái độ luôn. Làm gì có giáo viên chuyên dạy kỹ năng? Thằng toán phải dạy kỹ năng luôn. Và thằng dạy toán phải dạy kiến thức luôn. Các bạn ạ, cho nên cái anh giáo viên mà phát triển không toàn diện là bố mẹ ấy. Cho nên là nó đạt tới xuyên môn hóa. Một thằng làm nhiều việc, một việc nhiều thằng làm là một điều không thể có trong điều kiện 2.0. với 3 và 4.0 hoàn toàn làm được và phải làm. Cho nên là chỉ đại học nó mới giúp bạn phát triển được toàn diện thôi. Rất nhiều thạc sĩ bây giờ viết một cái thư mời không viết được. Tôi cử một em tiến sĩ sang nội chính, tức là sang thành ủy, nói chuyện đại diện cho trường, trình bày nguyện vọng của trường, nói không ra hồn. Ok, các bạn ạ, mà 85 cho đến 92% sự thành bại là ở kỹ năng mềm chứ lại không phải ở kỹ năng cứng. Các bạn ạ, kỹ năng mềm là kỹ năng không cứng, mà kỹ năng cứng là kỹ năng không mềm. Kỹ năng cứng là cái bằng tiến sĩ, bằng nghề thôi, vơ va vơ vẩn. Kỹ năng mềm là kỹ năng nằm ngoài nó, thích nghi, cái gì à, hợp tác, cái gì à, giao tiếp, cái gì à, đó là những kỹ năng mang tính phi lý trí các bạn ạ. Thành ra là cuối cùng ấy là đại học nó cho bạn một sự phát triển toàn diện và bắt buộc phải toàn diện. Cho nên một em kế toán bây giờ sau khi hạch toán xong, mày lấy số liệu mày đẩy lên cái form này cho tao. Còn cái form này nó làm gì tao không cần biết. Mày lên một cái xong mày đẩy cho thằng giám đốc tài chính. Giám đốc tài chính chứ không phải kế toán trưởng. Chúng ta bớt được 3 thằng nhờ cái máy ở trên bàn ấy. Các bạn ạ, nhưng mà khổ chi mày học kế toán mỗi nợ có cái gì à? Chứ này có làm được chó nữa.
tôi giúp các doanh nghiệp ngay buổi chiều, tôi yêu cầu lên danh sách đuổi 70 thằng. Như vậy quỹ lương nó giảm xuống và nó dôi ra 70 thằng, 70 cái lương của 70 thằng. Không tăng một tí doanh thu nào, lợi nhuận của trường tăng phà phà. Và các bạn thấy mấy chú lên lau bảng cho tôi lính tôi không? Tôi nói trước hội trường thế này hơi ngại một tí. Với 6 thằng bọn tôi, các bạn tin hay không thì tùy. Doanh thu của tôi có thể bằng một trường đại học 700 người. Tôi đang làm, các bạn ạ. Cho nên là anh không phát triển toàn diện, anh chết. Với ngày nay là kinh tế kết nối. Đằng này biết có mỗi một việc, thế thì tôi đặt. Thế là nhiều cha lên hỏi, sao ông thầy này lạ nhỉ? Quản trị cũng múc, tài chính cũng múc, nhảy mẹ vào showbiz cũng chơi. Tôi được mệnh danh là người vào showbiz lớn tuổi nhất. Rồi TV cũng múc, mẹ nói chuyện chính trị trường đảng. Người ta không mời nói nghị quyết 13 đâu, người ta mời tôi dạy đấy cho các tỉnh ấy. Vì ông đọc các chỉ tiêu kinh tế ông có hiểu đâu, ông như con két rồi đấy. Vơ vẩn, đạo đức là cụ thể. Thế tại vì tôi phát triển toàn diện, có thế thôi. Các bạn ạ, tôi sang Anh đợt đầu tiên, cả một thế hệ tôi nó đem nó dạy tiếng Nga, thế có tức. Tôi lẻn ra trung tự tôi học tiếng Anh, mẹ chi bộ kêu là ông này có tư tưởng tư bản. May mà tôi lẻn được. Thế sang thằng Anh nó hỏi thông qua cô phiên dịch, thế trình độ tiếng Anh của mày thế nào để tao tiện giao dịch. Tôi bảo mẹ, trình độ tiếng Việt của mày sao thì tiếng Anh của tao tương đương. Mày em ấy chứ. Tôi cần các bạn có 9.5 điểm, 9.5 ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn thất bại toàn tập về tiếng Việt, các bạn ạ, trước khi nói đến tiếng Anh. Thế thì trường nó phải dạy chứ. Các bạn ạ, một kẻ nói không câu nào lặp câu nào, nếu là con mẹ ngoài chợ theo thống kê không quá 1.000 từ. Loại giáo sư dạy đại học thống kê lại cho thấy chưa một em nào nói quá 2.000 từ trong cả đời. Mà trong đó TOEFL 9.5, à quên 7.5, nó đòi ít nhất về lượng từ 22.000 từ. Bằng B tiếng Việt chưa có mà đòi hoành tráng. Ok. Nói 10 từ thì chặt cả 10 mà nói như thánh như thế. Không hiểu một cái gì cả. Chỉ có anh đại học nó mới làm được thôi. Vì nó giải quyết vấn đề trên nền tảng tại sao. Xong mình học nhảy lên bước nữa. Tại sao của cái tại sao. Cái gì ạ? Còn ở trên ấy. Cái gì ạ? Là nó lấy cái chuẩn của hội nhập nó làm thì các bạn mới tồn tại được, lấy văn hóa làng ra làm chuẩn ấy. Các bạn ạ, thế là nhận xét tôi. Mà tôi ở hệ quy chiếu thế giới, mà bạn ở hệ quy chiếu Hà Nội, mọi nhận xét của bạn với tôi là vô nghĩa. Super miễn góp ý. Chú không đủ tư cách. Người ta gọi đấy là quy tắc đối tác. Tôi không thể đối tác với cái loại như thế được. Thế người ta không đối tác thì các bạn thất nghiệp chứ. Các bạn ạ. Cho nên bây giờ nó là xuyên môn hóa thì cái anh đại học nó mới giúp các bạn được. Mà nếu anh thầy mà không đạt thì trường sẽ phải chấp nhận sự thất bại thôi. Ok. 4.0 nó đòi gì? Nó đòi cái thằng đó làm việc phải chuẩn thế giới. Dứt khoát rồi đấy. Từ giờ giấc, cách đứng, cách ngồi, cách chào, cách hỏi. Đằng này tôi gặp một sinh viên. Alo, thầy đấy à? Ờ, thầy đấy có gì không em? Thầy có khỏe không? Tôi bảo ờ khỏe. Thế thầy có nhớ em không? Sợ thất đi cái văn hóa lu nước. Mày có biết một phút của bố mày bao nhiêu tiền không? Cứ lè phè. Thế tôi bảo ờ khỏe có gì không em? Có gì ạ? Thế thầy có nhớ em không? Thôi tôi nhớ làm gì, mẹ mập lù quan tượng như đâu nhớ. Tôi giả bộ tôi bảo, ờ nhớ, có gì không nói không em? Thế thầy nhớ em thì em béo hay em gầy? Tôi nói bừa, tôi bảo gầy đúng không? Thế mà đòi nhớ, béo nè.
mẹ con cái văn hóa ấy, mẹ nước ngoài nó đuổi mẹ mới đi. Một cái mail cho tôi 10 dòng mà chỉ có một dòng nội dung thôi. Còn 9 dòng là lè phè kiểu nhà quê ấy, sợ thật ý. Không được các bạn ạ. Cho nên tất cả cái đó mà bạn chỉ học kỹ năng, tôi không phản đối cái trường trung cấp nghề nhé, nhưng mà cái năng lực của bạn ấy thì nên thế là phù hợp. Nhưng các bạn là khác, các bạn đã được minh chứng rồi. Cho nên các bạn học đại học để phát triển toàn diện. Phát triển toàn diện được hiểu như sau: một, các bạn học ở dược, các bạn có một cái nghề người ta gọi là kỹ năng cứng. Và cái ba lô thì nó có hai cái chỗ để đựng nước, mà ở đâu có nước thì ở đó có văn minh. Văn minh sông Ninh, văn minh sông Hồng, văn minh đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên cái nước này ấy, nó chính là kỹ năng mềm. Các bạn ạ, sự thành bại của nó lên tới 80% trở lên các bạn ạ. Đừng có khoe trường chuyên lớp chọn ra đi, vơ vả vơ vẩn đấy. Nhưng mà rất tiếc có cái này đấy thì càng tốt. Và cái ba lô nó có hai cái quai. Một cái là tin học, mày không làm sao mày tiếp cận 4 chấm được. Một cái là ngoại ngữ. Ba cái này cộng lại thì nó gọi là ba lô vào đời. Và hai cái ông tướng này thì nó gọi là kiến thức công cụ. Công cụ cộng với nghề cộng với mềm. Các bạn à, chắc chắn thành công. Vậy thì nếu tôi có chút nổi tiếng là vì tôi đạt tính toàn diện ấy. Mà tôi đã làm giáo viên thì các bạn xem từ sáng giờ chết trên bục cũng phải làm. Không có nói nhiều rồi đấy. Có kiến thức thì hãy làm. Chụp giật sẽ được. Thế thì tôi mới có đủ uy tín để tôi nói với các bạn trẻ chứ. Đúng không ạ? Cho nên sống làm việc theo tấm gương Bác Hồ. Bác vĩ đại bố mẹ khó học lắm. Thế bây giờ các bạn trước mắt này sống làm việc theo tấm gương Lê Thẩm Dương không vĩ đại chứ người đấy. Phải không? Chỉ có đại học nó mới giúp được. Vấn đề số 3. Cái anh đại học tại sao phải học? Nếu như anh nào mà kinh nghiệm đầy mình, tiến sĩ đầy mình mà không đạt được cái này chỉ có vứt đi thôi các bạn ạ. Thì các bạn đang ở cái chỗ này, các bạn ý thức được cái này. Tôi không hiểu lúc các bạn bằng nửa tuổi tôi các bạn thành công cỡ nào. Thứ hai, thứ ba, đại học nó giúp cho các bạn cái phương pháp hành động. Đó là chuẩn mực thế giới hiện nay. Mày không có cái này có rời cũng vứt đi à. Phương pháp hành động, tư tưởng hành động là gì? Người ta lấy tăng thu. Các bạn đừng nghĩ đến tiền nhé. Cái gì cũng là theo thu cả. Chứ người ta không lấy giảm chi để làm hành vi. Mà cả một cái xã hội phía Bắc ấy, chỉ lấy giảm chi làm đâu. Không bao giờ bọn tôi nhận loại nhân sự này. Từ giáo viên trở đi. Tăng thu là gì? Nếu như anh vào hội nghị tài chính, khi hai bạn trẻ ngồi với nhau, đằng này hội nghị tài chính chỉ làm sao chia nhau cho đều, làm sao mà tổng số tiền nó tăng, phần chia vứt mẹ đi, tính sau. Chứ đừng con người tấn công như vậy. Nếu bạn nghĩ đến tăng thu thì đêm nằm không ngủ được, bao nhiêu phương án phải đề xuất các bạn ạ. Và thứ hai, được chấp nhận, không đêm nào ngủ được, mẹ làm sao nghĩ ra giải pháp cạnh tranh với thằng khác. Xã hội thì tiến bộ, bạn thì tồn tại. Cho nên nó dạy cho bạn cái linh hồn nhất của cuộc đời. Đó là ý chí trong hành động. Đó là ý chí tăng thu chứ không phải ý chí giảm chi. Sợ thất với các trường ấy, chứ không phải. Và các bạn trẻ bị ngấm. Cho nên là cuối cùng là suốt ngày. Và các bạn thử xem, đây là văn hóa. Dân tộc Việt Nam, đất nước nó dài cho nên nó vênh văn hóa. Chứ Campuchia nó tròn, nó đồng văn hóa lắm. 10 đồng, 10 đồng, 10 đồng. Cùng chế độ xã hội cho nên lương bằng nhau. Ở ngoài Bắc ấy, người ta ăn 5 đồng, người ta để dành 5 đồng. Các bạn ạ, ở miền Trung ấy, người ta ăn 2 đồng, người ta để dành 8 đồng. Người ta xây nhà vì bão lụt quá. Còn ông ngoài Bắc này chỉ đi mua vàng.
Thế còn anh miền Nam cũng 10 đồng nhưng nó ăn mẹ 12, nó để dành 2 âm. Vậy thì hai cái bạn này sau này lấy chồng thì lấy thằng nào? Thằng 55, thằng 82 hay là thằng 12 âm 2? Mập. Thằng nào? Ban tổ chức kiếm cho nó thêm cái ghế phụ nữa. Lấy thằng nào? À, con sẽ vẫn chọn miền Bắc. 5 năm. À, chọn 5 năm. Tuy bạn tới đấy là hệ quy chiếu của bạn, đấy là hệ giá trị của bạn, tôi phải tôn trọng em chứ. Nhưng tôi chỉ cho một lời bình thế này này. Người Bắc và người miền Trung cả một cuộc đời không được sống ngày nào cả. Họ chỉ làm động tác chuẩn bị sống. Mẹ nhà có hai cháu cứ ngồi nhau, tìm mọi cách làm sao mua được cho hai cháu hai miếng đất. Bóp mẹ mồm này có ăn đâu. Sau đó còn lại là mua vàng để dành tuổi già. Có ăn đâu. Lăn đùng ra chết nhìn thấy vàng. Cho nên các bạn ra nước ngoài thì các bạn thấy người ta rút cái thẻ ra người ta chi tiêu. Thẻ của nó là thẻ gì? Credit card. Tức là thẻ nợ hay thẻ có. Người ta tiêu trước khi người ta có thu nhập cơ mà. Cho nên là nó mới kích cầu cho nền kinh tế, nó sản xuất phá phá. Các bạn ạ. Đằng này cứ tự cho là mình khôn, cái loại người đó không thể chấp nhận được. Các bạn ạ, tăng thu chứ không được giảm chi. Còn giảm chi nếu có chỉ là giải pháp kết hợp. Tư tưởng phải tấn công chứ. Cái đại học nó giúp cho các bạn cái ý chí đó. Nếu không đạt thì bạn thua. Không có ông đơ ở đây cả, giỏi mấy cũng thua. Đằng này mở mồm ra em chỉ cần hai chữ bình an ấy. Thầy già mẹ rồi, thầy giàu thế, thầy làm cái gì? Mày sang mày hỏi Bill Gates đi. Vơ va vơ vẩn. Cái đầu óc lạ lắm, chỉ giảm chi thôi. Các bạn ạ, cho nên là ngoài Bắc này có 5 đồng để dành. Đầu tiên là mua vàng. Mẹ toàn mua 30 xong, à mua 45 xong bán 30. Thứ nhì là mua cái xe hơi. Lạ lung thật, mẹ một năm chạy có 2 lần cũng đua. Thứ ba là cái phòng khách. Mẹ trang hoàng lộng lẫy. Cái bộ salon 500 năm không hư. Mẹ mồm thì không có gì ăn. Mua 5 bộ quần áo làm vó ấy thế. Khi nào đi hội nghị ở Mỹ Đình mới mặc. Còn cái phần ăn thì mẹ chỉ ăn khi nào nhà có khách. Còn ngày thường thì mẹ ăn cá kho, mặc dù nhà rất to. Cô hiệu phó, cô chứng minh xem có đúng không? Thế mà ngồi hoành tráng. Cho nên là người ở phía Nam là chỗ ông Thiệu, ông ấy tiếp cận với thị trường trước, chứ chả có ai hơn ai cả. Cho nên nó vào hội nhập mà cứ chửi người ta. Ăn ngày hôm nay không biết lo ngày mai thôi, ông lo ăn, ông đừng có nói đấy. Người ta tiếp cận với chuẩn thế giới tốt hơn. Cho nên khẩu hiệu của người miền Nam nó chỉ có một câu rồi. Mẹ nó cuộc đời rồi cuối cùng cũng ra đi. Mẹ chỉ có dư nợ là ở lại thôi. Mẹ mày bố mày vay xong bố mày ăn xong bố mày trả. Trả xong lại vay xong lại ăn xong lại trả xong lại vay xong lại ăn xong lại trả. Đang nợ chết huề. Chết thôi làm chó. Bây giờ lấy thằng nào? À, con đổi ạ. Con đi. Đổi là đúng rồi. Mình ăn nhiều thế kia mà lấy thằng ngoài Bắc nó cho ăn đâu chết đi. Ngồi xuống. Ngồi kiếp. Hai thằng đệ tử, một thằng gầy, một thằng béo. Mẹ bảng thì hết mẹ chỗ rồi. Mày không lên mày lau à? Vì tôi ở cấp tài sản quốc gia cho nên là tôi không bao giờ tôi lau bảng các bạn ạ. Tuyệt đối không được lau ba gạch đầu dòng này. Chỉ có đại học và đại học Đài Nam đủ sức để làm việc đó. Dạy các bạn làm việc nhưng chuẩn toàn cầu các bạn mới tồn tại được. Dạy là phải đạt chỉ số kiến thức toàn diện. Nếu không bất cứ thằng nào cũng chết.
mồm cứ lèo lẻo ở trên tivi quan mới trả chức. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải xây dựng một mẫu người mới. Người mới là người nào? Người mới là người chuẩn. Người mới là người toàn diện. Với 4.0 nó không cho phép bài chuyên môn hóa rồi, vớ vẩn. Và tiếp theo, đó là tư duy của hành động, là tư duy tấn công chứ không phải tư duy phòng thủ. Ok. Cho nên vừa ban mà ấy, báo cáo chủ tịch hội đồng trường, cái này khó quá. Biến mọi người Nhật chỉ có một chữ re thôi, tao ra lệnh làm, không có bàn ở đây các bạn ạ. Cho nên các bạn xem Apple nó thành công, Tim Cook nó nhận người thế nào, vào họp mà ngồi im không phát biểu, biến cái não nó không hoạt động các bạn ạ. Mà tài sản lớn nhất hiện nay là tài sản não, chứ không phải. Vì mỗi cái bộ não các bạn ngồi đây chính là một cái mỏ than. Quản trị tri thức bây giờ là quản trị lên ngôi cao nhất, vì nó là tài sản lớn nhất của tập đoàn. Vào họp lại ngồi im, ra ngoài. Vào họp mà phê bình sếp, ra ngoài. Đây không phải chỗ, đấy là chuẩn mực. Vào họp chỉ có một chức năng, đi học là đi làm việc. Học xong mệt như người, bạn bắt đầu thành công. Vì bạn đi làm mà, làm việc mà. Đi họp là đi làm việc. Đề xuất và đề xuất. Các bạn ạ, não mày bắt đầu vắt ra, sức khỏe, não thực hiện. Cho nên iPhone 4, iPhone 5, iPhone 10, iPhone 11, mày chỉ chậm một nhịp là mày chết. Và đó là BlackBerry chết ngắt 60% thị trường. Nokia cắm mẹ đầu xuống vì không khai thác được lực lượng nhân sự. Các bạn ạ, cho nên làm họp ngồi lè phè. Thì cái trường đại học nó dạy cho các bạn cái tư tưởng tấn công ấy. Năm nay tôi tròn 61 tuổi, tôi nói thật cái gì, tôi hoạt động như một thằng 16. Vì tôi phát triển đúng đường của nó. Nếu không thích nghi với 4.0, đời mày mạt. Thế nào là thích nghi? Thế nào là cái chữ thay đổi ở sau áo bạn ấy? Nó là cái này. Và chỉ có đại học nó mới giúp được thôi. Còn không thì trước sau bạn có bài học, nếu qua trung cấp nghề bạn đi đường vòng thì bạn mới ngóc đầu lên được, tức là tồn tại được. Đúng không? Đừng lấy 5 năm nữa, đừng lấy phòng thủ làm đầu nữa, không khá được đâu. Vì cái thằng mà lấy phòng thủ làm đầu, lấy chi giảm chi làm đầu, tối ngủ khà khà khà. Các bạn ạ, nghĩ là mẹ gì. Cho nên Việt Nam chống Covid thành công dễ giải thích lắm. Vì trong gầm giường thằng mẹ nó cũng có vàng. Tao cấm mày, tao ngăn sông lại thì mẹ cho dịch nó khỏi lây. Thì em ở nhà. Thế là bờ biển Việt Nam 3.300 km, vắt mấy con cá lên làm nước mắm bắt ngát. Thế xong là 4 người, mỗi người một cây vàng, gắp chấm nước mắm ăn. Tao ăn cả đời đang chả chết. Nhưng xã hội chúng nó là xã hội thấu chi. Thấu chi tức là lúc nào nợ. Nếu không đi làm là đời nó mạt. Bệnh chết mẹ cũng phải làm. Bây giờ cho nó ở nhà, nhà nước cho tiền ấy. Nhưng mà cho xong rồi nó không làm thì lấy đâu mà nhà nước thu nợ? Ngân hàng thu nợ vì nó thấu chi mà. Cho nên chết cũng phải làm. Đằng này thế giới nó lại tưởng Việt Nam giống nó. Suốt ngày nó phân tích sao thằng này chống Covid tài thế ta. Các bạn ạ, chúng mày không làm được đâu. Vì dân tao nó không ăn, nó lại rảnh đúng không? Cho nên tao đếch khá được. Thế là bắt đầu Việt Nam là thằng phí phạm. Ăn uống thì lè phè, để thừa trên bàn. Điện đóm thì không có ý thức. Phân tích tưng bừng ấy, tao lao. Việt Nam phí phạm nhất đó là không có thói quen cho đồng tiền nó quay vòng. Không có thói quen đầu tư. Chỉ có thằng điên mới đi mua nhà. Nó đi thuê nhà chứ còn tiền nó cho quay tít cơ mà. Đại học nó sẽ giúp cho các bạn điều đó. Các bạn ạ. Cho nên ai người ta mua làm gì? Cái nhà 50 tỷ nó đút vẽ vào bức tường ấy. Cả đời nó quay được mấy vòng. Đâu có quay được vòng nào đâu. Nhiều thằng xây nhà xong lăn lao lực lăn là chết. Xong lại đứng ở trước cái nhà thì mẹ selfie xong chụp.
ngu kinh. Đấy là trọc phú. Trọc phú trong từ điển được hiểu là giàu mà ngu. Mà khi ngu mà giàu thì là trọc phú, chứ chưa bao giờ là đại gia cả. Tiền tiền nó phải quay. Mà cái nhà chạy cho đã, cái số thật đẹp, 2 số 8, nghe kinh không? Nhưng mà ngu thì mẹ, số 8 là cái còng đó các bạn ạ. Mẹ 2 còng làm sao mà không bị bật. Vơ va vơ vẩn. Toàn là ngụy tạo. Thì 4.0 mình phải thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi cái này. Ai làm mình thay đổi được? Chỉ có tối thiểu bậc đại học mới thay đổi được thôi. Các bạn cho tôi chia sẻ một chút nữa thì đến lượt các bạn. Ok. Đại học nó giúp các bạn cái tiếp theo. Các bạn ạ, 4.0 nó đòi mày cái gì? Rất cụ thể mới được. Mà tôi mà là các bạn, tôi quyết chí chứ còn không các bạn ạ. Mặc áo thế kỷ 21 nhưng thực ra cái lõi của các bạn, cái não thế kỷ 13. Cầm cái bằng gió hoành tráng này, 3 bằng tiến sĩ, biến đi. Vơ vẩn này, đi so với tôi à? Thì các bạn phải đạt chứ, mà trường đại học nó mới làm được. Tại sao phải học đại học? Cái tiếp theo đó là đại học nó giúp cho bạn một cái phẩm chất bắt buộc bạn phải có. Các anh chị à, đó là thay đổi. Thay đổi. Thay đổi. Và thay đổi. Hình như cái slogan của trường đúng rồi, nhưng hình như mới được có một cái. Mà hình như bị thiếu mẹ 2 chữ thay đổi. Cuộc đời này cái gì cũng thay đổi. Các bạn ạ, chỉ có một cái không bao giờ thay đổi, nó là bất biến luôn. Cái gì cũng thay đổi, nhưng có một cái không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Các bạn ạ, cho nên mẹ thay đổi liên tục thì mày mới tồn tại được. Vì vật thể nó thay đổi liên tục, nó thay đổi với tốc độ chóng mặt. Thế mà cứ ngồi im thì làm sao? Các bạn ạ, một sự bất biến duy nhất chính là sự thay đổi. Cuộc đời nó thay đổi, có một cái không thay đổi, đó là sự thay đổi. Các bạn ạ, cho nên 61 tuổi như tôi, mẹ các chú ngoài Bắc ấy, khó tính. Mẹ vợ con cũng khổ vì có thay đổi chó. Thay đổi nó có 3 cái nội dung. 1, 2, 3. Đó là cải tiến. Cải tiến được hiểu là thay đổi theo ngày. Từng ngày phải thay đổi. Các thầy cô đây thế, như cô hiệu phó này, cô đẹp mơ màng, nhưng mà nhìn mãi nó nhàm chán và so sánh. Nhìn mãi thấy cũng bình thường. Một em xấu ơi là xấu, nhìn ngoài thấy cũng có lý nhỉ. Cho nên cô này mà cô ỷ lại vào cái đẹp là vỡ trận gia đình ấy. Vì nhìn mãi nó thấy bình thường. Cho nên là phải cải tiến. Mỗi ngày một cái áo, mỗi ngày một phong cách. Cho nên là tôi về, vợ chồng tôi sống 39 năm rồi, vui như Tết, làm sao có chuyện vỡ hạnh phúc. Tôi về cái là tôi kẹp cổ đủ mẹ hôn liền. Thế là vợ giàu cái mỏ lên đợi hôn. Mẹ đẩy mẹ vai cho nó xoay người lại, hôn vào mông ấy. Tái cấu trúc. Mẹ thế. Không gì là không thể. Bây giờ các thầy các cô thì các em nó là nó đang nhiệt huyết thế này, tôi nhìn cái đội này tôi thấy khoái, chúng nó nhiệt tình này. Thế mình phải nuôi cái lửa của họ, thế thì cô cũng phải tham gia với tôi chứ. Nuôi các em. Giả sử cô là vợ tôi đi, thì cô sẽ thích tôi hôn vào mỏ hay vào mông? Cho nó nghe chứ. Em nghĩ là được thay đổi cũng tốt đấy ạ. Bây giờ trả lời trực diện câu hỏi đi. Lại mắc bệnh giáo viên nói tại sao không? Thì mình thích cái gì mình nói cái đó. Thật ra em cũng chưa thử thật đấy. Nếu thế thì cô lên đấy.
theo ý kiến của thầy em sẽ thử ạ. Thử. Nếu cô không chưa đấy vì đây sân khấu nó ra thì tôi nhờ thầy hiệu trưởng thầy thử cho. Không gì là không thể. Các bạn đang bị định khuôn ở trong đầu. Chính thế cho nên các bạn không làm được. Các bạn không có cái gì là không thể. Vậy thì bạn cải tiến. Lâu lâu các bạn vứt mẹ cái giường đấy. Lâu lâu vứt một bộ phận đấy. Thì nó gọi là tái cấu trúc. Tái cấu trúc là thay đổi. Thay đổi. Không phải từng ngày mà thay đổi theo giai đoạn. Vậy thì trường mình là cứ khoảng 5-2 năm thì nó thay tài chính, nó thay khách hàng, nó thay sản phẩm hay nó thay hạ tầng. Dừng lại là chết. Đó là slogan của bất cứ công ty nào ở Nhật. Nó ghi ngoài cửa. Cái xe đạp mày dừng thì làm gì có chuyện mà nó chạy được. Cái gì à? Mẹ cầm cái bằng tiến sĩ mài ăn hoài. Mẹ chồng em cũng tiến sĩ, thầy nổ vừa vừa gọi chồng mày ra đấy. Tôi đập cho 2 nhát là chết. Các bạn à, làm gì có loại tiến sĩ bằng nhau ở đấy. Đến một điểm dừng kỹ thuật, ví dụ Coca hiện nay chẳng hạn, và đó là sai lầm của Kodak, sai lầm của BlackBerry. Đến một điểm mà không còn tác dụng nữa thì người ta phải tái lập. Tái lập tức là thay đổi hoàn toàn. Các bạn ạ, cho nên các cô giáo của tôi truyền đạt các em chưa đến tuổi về để giữ chồng thì phải cải tiến tâm hồn và thể xác từng ngày. Sau đó lâu lâu vứt mẹ áo đi, giặt sạch để đó để cứu trợ đồng bào. Tái cấu trúc, cô hiệu phó tí nữa về, nếu muốn thí nghiệm ra ngang đường cắt mẹ chọc đi. Về anh chồng hỏi mà làm gì á, dẹp ra, tái cấu trúc. Thì thế các bạn à, cho nên là cái anh con trai là anh chồng nhảy vào hung hăng chỉ đòi hôn đòi hít ý. Thì cô hiệu phó phải đẩy ra, ôi mày hôm nay dở chứng làm trò gì, dẹp ra, tái cấu trúc. Nhảy lần hai đẩy ra, lần ba thì ok. Đẩy ra để cậu mới tức máu nó mới dồn lên đầu, tí nó dồn xuống chất lượng mới cao. Đằng này ngày nào cũng như ngày nào, chán chết đi. Sáng thấy mặt con vợ, chưa vẫn cái mặt đó. Tối và lại nó, nửa đêm dậy đi đái vẫn nó. Mẹ nhìn thấy vợ chỉ muốn gọi 113 đến bắt. Cái trường cũng vậy, mà cá nhân cũng vậy. Đó là cái đại họa của quốc doanh ấy, các bạn ạ. Chỉ có trường tư người ta mới làm được. Mình có cơ hội mình về làm, mà các bạn thì lại đang được thực hiện bởi một cái xã hội hóa đào tạo rất tuyệt vời. Thì các bạn sinh viên học đại học để các trẻ tạo cho mình một phẩm chất thay đổi và thay đổi. Dừng lại là chết các bạn ạ. Vậy đấy là phẩm chất thứ tư. Các trẻ chỉ có thằng đại học trở lên nó giải quyết chứ tại sao nó mới giúp được thế. Các chị ạ, đằng này của mình ấy, nó định khuôn ở trong đầu, đã là thầy phải mô phạm. Thế mô phạm là cái gì? Tiên học lễ, hậu học văn. Mày mà hỗn với cha mẹ là mày lão. Học lễ đã rồi mới học chuyên môn. Nhưng mà khổ rồi, mẹ thằng bố là thằng chạy xe xích lô. Mà không nghe thì là lão, mà nghe thì đời mày mạn. Cứ cổ hủ như vậy xong gào lên. Triết lý đào tạo người ta cụ thể lắm. Đầu tiên là phải đào tạo ra con người đó, nhân bản. Thứ nhì là phải yêu cái nước này, dân tộc. Và thứ ba tuyệt đối đừng dạy cụ thể. Đánh cái động lực nó, khích cái cảm hứng nó và tạo cho nó phương pháp để nó khai phóng tài năng của nó. Và khi mày đạt rồi không dạy nữa các bạn ạ. Luôn thành công. Vậy thì chỉ đại học nó mới làm được thôi các bạn ạ. Vậy thì bộ chưa có triết lý đào tạo thì mình xây triết lý cho trường mình đi. Còn tôi
tôi xây triết lý cho đời tôi và tôi thành công. Các chị ạ, không có triết lý tôn trị hành vi thì làm cái gì? Thấy chưa? Và như vậy các bạn phải cải tiến, tái cấu trúc, tái lập. Cho nên hạnh phúc gia đình có giữ được đâu. Cải tiến liên tục giữ được, tái cấu trúc đúng giai đoạn giữ được. Mà hai cái này không thay đổi thì thằng chồng nó đành phải tái lập thôi. Tức là nó đi lấy vợ khác ấy. Vơ vả vơ vẩn. Đúng không? Thế cô có đồng ý thế không? Cô đã có định tái lập chồng không? Tức là bỏ chồng lấy chồng khác, vì ông chồng hình như có vẻ như là thay đổi không nhiều. Nhà em ổn ấy. Tôi học tâm lý 1 năm rồi ở thành phố Quốc Thịnh của anh. Tôi khẳng định, tôi nhìn mắt cô là nhà cô không ổn. Cô ấy đẹp mơ màng, cô ấy cười đẹp mơ màng, nhưng cái mắt nó vẫn chứa đựng cái rất là buồn các bạn ạ. Thế sao cô không khai thật đi? Cười tươi, đẹp, làm việc tốt, nhưng cái mắt vẫn chứa đựng sự không thỏa mãn. Tôi có thể biết chính xác nó là cái gì. Thế tội gì cái tội đó? Đúng không? Tôi nhận định tôi có đúng không? Đây là hội thảo ấy mà, đâu về giảng dạy đi mày. Cái gì? Cô này cô bảo, cô nói sao? Cho nên là phong cách của cô này là thế. Đúng không? Mình đang nói bên này thì cô này cô nói, thế giọng cô này cứ nói với tôi y như mẹ tôi ở nhà. Thôi con nói tiếp với con, để sau nói. Đúng không? Cho nên nó khó lắm các bạn ạ. Đấy, quen thì chết đi. Đúng không? Cho nên dần dần các bạn thấy thay đổi liên tục ấy. Cái người phụ nữ 7 tuổi, ôi trời, nó đẹp mơ màng ấy. Cho nên là vào trong thang máy, thế là bị ấu dâm ấy. 20 tuổi, nó đẹp, rực rỡ, nó làm sập triều đình, quan chức chết sạch. 30 tuổi, đẹp mặn mà, chứ không phải đẹp sôi nổi. 40 tuổi, ôi trời ơi, mẹ quái thai. 50 tuổi, thì mẹ nào cũng gì ghẻ hết chứ. Thế tại sao 50 tuổi mà không giữ được phong cách ở tuổi 20? Đó là khôn ngoan, thay đổi đi. Còn cái thằng đàn ông 7 tuổi đã mất dạy. 20 tuổi hút chích, tóc xanh tóc đỏ. 30 tuổi mẹ buôn lậu, mẹ cực kỳ mất dạy. 40 tuổi tứ thập bất nhi hoặc. Tự nhiên ông thay đổi, ông rất đàng hoàng thế đều. 50 tuổi, 60 tuổi, ôi đứa mẹ tự nhiên nhân hậu đột xuất. Cho nên cái anh đàn ông càng già càng nhân hậu. Các bạn không tin, các bạn nhìn thầy hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch ấy. Nhìn ông bà nội, ông bà ngoại ấy. Mẹ cháu bất làm bò là bò. Bà bảo gì nghe đó. Mà ngày xưa ông là thằng ăn cướp. Còn bà thì ngày xưa úi dồi dễ thương. Mẹ bây giờ nhìn không tả được. Không tái cấu trúc là chết. Vì người phụ nữ chỉ mất độ 5 năm thôi. Từ con thỏ thành con cáo. 5 năm nữa mẹ đóng Tây Du Ký không cần hóa trang. Còn lên tới hiệu phó thì thường là yêu quái chứ không phải là yêu tinh đâu. Các bạn ạ, tái đi không là chết. Cho nên các anh chị à, chúng ta tái 3 yếu tố đến giờ này chưa thành công. Tái nợ công, tái doanh nghiệp nhà nước. Các bạn à, tái hệ thống tài chính đều thất bại. Đang nói rồi tôi mới nói. Vì nó còn có nghề tái, chứ không phải cái chuyện ngồi đi mà nói phét với nhau được đâu. Không tái là mày chết, mà tái xong chết sớm hơn nhiều. Nếu không có học thuật, đại học nó mới giải quyết được. Thì các bạn bảo tôi chia sẻ cái đó, tôi chia sẻ cái đó chứ gì đấy. Đại học nó giúp các bạn phẩm chất thứ tư. Không có một trong những cái này, tôi nói thật, bất cứ thằng nào cũng chết. Vấn đề là chưa chết chứ không phải không chết. Hãy khôn ngoan.
ngồi đấy mà vút về cái chức vụ, ngồi đó mà vút về quá khứ vừa va vừa vẩn. Tôi giúp cho hơn 100 doanh nghiệp toàn công ty tập đoàn nước ngoài, các bạn lên page của tôi. Tôi viết CV đời tôi bằng hình ảnh chứ tôi không viết bằng Word. Không ai làm được đâu, bởi vì tôi biến kiến thức thành hành vi ra tiền luôn. Đánh những cú nhẹ nhàng trong một ngày, suốt cái quý vừa rồi cái công ty tôi vừa làm xong, nó lãi 300 tỷ, cái gì ạ? Mẹ nó mua mẹ cái xe nó tặng tôi 7 tỷ rưỡi, tôi đang vứt Hà Nội, tôi đi làm gì? Cái gì ạ? Tôi cần mẹ gì đúng luật. Cho nên là cái gì ạ? Kiến thức nó là tiền, thì học đại học nó mới giúp được. Các bạn vẫn yêu, các bạn vẫn vui, mà các bạn lại có tất, chứ ai cấm các bạn yêu mới cả đi uống cà phê đâu. Các bạn à, đừng dạy, đừng nghe những hội thảo. Cả một cái tập thể chủ tịch hội đồng trường, cả một tập thể ban giám hiệu, người ta hết lòng với các bạn hơn cả con cả cháu. Nghe đi, đằng đấy đi nghe ba cái thằng mặt giặc ở quán cà phê, tổ lao. Và đại học nó giúp cho bạn yếu tố nền tảng, các bạn à, chứ không cung cấp cho bạn như anh trung cấp là yếu tố tháo vát xử lý. Và kết quả là các bạn rất tôn trọng kẻ tháo vát. Và đó là xu hướng của thời phong kiến, của thời bao cấp. Gặp tình huống, thằng này chạy 5 chạy 10, bác giải quyết được vấn đề. Xưa lắm rồi. Đó chỉ là những kẻ giải quyết ở tầm ngắn, thằng chiến thuật. Cho nên là kiến thức của người ta nó đạt tới một nền tảng kiến thức hệ thống để cho sự vật đừng xảy ra. Mà nếu xảy ra, bố mày không bất ngờ. Chứ còn đằng này, từ chính quyền cho đến trường học cho đến doanh nghiệp, cứ mở mồm ra là không ngờ. Kẻ có học khi sự vật bẩn nhất có thể xảy ra, người ta cũng chỉ nói hai từ: bố mày ngờ rồi. Ok. Người ta gọi đó là quản trị rủi ro chủ động. Các bạn ạ, về nhà các cô giáo nhà mình tự dưng đấy, như cô đấy, cô này chẳng hạn, bây giờ tôi đích chiếu tướng cô này, tôi chiếu tướng cô, về đến nhà mặt đầy tự tin, ôi đi mẹ, tự nhiên thấy thằng chồng nó ngủ với con ô xin ấy. Còn cô thì đang có niềm tin vững chãi là không thể có chuyện đó ấy, cô nhầm đấy. Tôi nói với bạn sinh viên, nhưng bạn ấy chưa đủ cơ, cho nên tôi nói với cô nhầm đấy, không gì là không thể. Nó xấu, nó đen, nó bẩn, nhưng đối với người phụ nữ thì cái hương mới quan trọng chứ cái sắc không quan trọng. Cái hương là hormone sinh dục nữ, chứ còn cái sắc là không quan trọng. Mà có cả hai thì nó hạ tổng thống luôn. Cho nên nó còn trẻ thì đứt rồi. Thế là về cái nền tảng về người phụ nữ nói chung và mùi hương nói riêng không nắm được. Về một cái không ngờ, thế là huyết áp lần ra chết. Chứ còn cái người, người ta được đào tạo hệ thống ấy, về đến nhà thôi làm nốt đi, bà mày ngờ rồi, xong chưa, đứng dậy, giấy đây, viết bản kiểm điểm, mật vào tường, phạt hai phút, tức là phụt hai phát. Mày thích tao cho mày chết luôn. Đấy mới là đại học. Nhìn đời thì ngắn, ngồi thì nói như cha người ta, không sống được đâu. Lớp tôi 64 kẻ, còn lại duy nhất là tôi sau 40 năm ra trường. Các anh chị ạ, tôi có niềm tự hào với chính tôi. Nếu tư duy chặt, kiến thức hệ thống mà sai, người ta cần thằng có kiến thức nền tảng để xử lý mọi tình huống, chứ người ta vứt mẹ thằng tháo vát. Wow. Các bạn à, đó là tư duy thời đại. Không nắm được cái gì mà cứ lên bảng là chúng ta cần, là chúng ta phải, là chúng ta nên. Mày phải cái gì? Nói cụ thể cho anh nghe xem nào. Tôi đi hội thảo 100 phát là tôi hạ lên nói như bố người ta. Thế anh nói cho tôi cụ thể nó là cái gì? Cái gì à? Là chào cờ 100%. Vì sở trường của người Việt là đại khái là, nói chung là tùy. Tôi biết ngay hạng này tôi cho hai phát là đứt chui cơ bản.
Thế ông bảo bây giờ 4.0 ông cần loại người nào? Cần cái này này. Tôi chưa thấy một em nào từ trên mạng đến TV quan chức nói được. Thì tôi nói được thì tôi phải nổi tiếng. Các anh chị à, nói thì chung chung. Thế bây giờ ông đối chiếu với cái này, ông có mấy cái. Tất cả ông đi xử lý tình huống chẳng qua là ông ở cái tháo vát thôi. Trên nền tảng ông là não trong não ông nó y như cái quần jean rách ấy. Ngoài chỗ nào ông biết ông mạnh lắm. Còn cái chỗ mà ông không biết ấy, thằng 19 với thằng 91 bằng nhau. Wow. Ông dọa ai vậy? Cho nên cái đại học nó giúp các bạn điều đó. Hãy nghe tôi. Tiếp theo. Cái tại sao phải học đại học? Chứ còn cái anh mà dưới là không giúp được. Nó không xấu, nhưng nó dùng cho cái nghề phẩm chất và sở trường và đam mê ở cái kỹ năng ấy thôi. Chứ đâu báo chí viết mà cứ ca theo kiểu làm chính trị là không ổn đâu. Nào, cái tiếp theo. Đại học nó giúp cho bạn ngoài cái nền tảng để xử lý mọi vấn đề, chứ không phải tháo vát, chạy, trọt, đút lót, quên đi, rồi khéo mồm, vớ vẩn. Thế đại học nó giúp cho các bạn là ngoài cái này ra, cái gì ạ? À? Nó làm cho bạn có một cái năng lực, đó là tối thượng năng lực thích nghi các bạn ạ. Cho nên là Đặng Tập Cận Bình đã đưa ra một câu nói nổi tiếng và kết quả cả thế giới phải đang áp dụng ấy. Bình thường mới, new normal các bạn ạ. Cho nên là các bạn ạ, không có cái gì mà phải phàn nàn cả. Chẳng may ngày mai tôi đi tù, thế là nhiều ông vào tù, ôi ôi, lăn là chết. Nhưng mà nếu bạn nghiến răng, bạn cứ vào tù đi. Vào một hồi thấy nó cũng bình thường. Tết mẹ hiện nay các quan cho về nhà ăn Tết, đếch về. Vì ở trong tù thích không? Không có cái mẹ gì không tồn tại được. Cả một loài người thua con chó ở tính trung thành. Thế mà dám kêu là mẹ ông Dương như con chó. Này, nói thế là xúc phạm chó nhé. Tôi chưa bằng chó đâu, nếu xét là phẩm chất này. Loài người làm sao chịu nổi con chim bồ câu nếu xét ở phẩm chất trung thủy? Các bạn à, loài người làm sao mà bằng con tắc kè? Nó nhảy lên cây, lưng nó màu xanh, nó nhảy phật xuống đất, lưng nó màu đất. Các bạn à, cho nên là suốt ngày kêu ca rên rỉ. Các bạn à, thế thì trong ngôn nó nói, nếu mày bỏ được, sự kêu ca, lập tức thành công sẽ tới. Tôi chưa cần nói cái gì cả. Thế thì Israel nó mới thí nghiệm, mày ra ngoài trời nắng, cái gì ạ? Nóng chang chang, đừng nghĩ tới nóng, thì nó đếch nóng. Đó là có thật. Còn mày ngồi trong nhà, mày cứ nghĩ đến nóng, thì nó nóng. Đó là bình thường mới, các bạn ạ. Cho nên cái năng lực nó đòi một cái khốc liệt. Bởi vì cái xã hội nó chuyển, mà các chú không chuyển. Mà cái đất Hà Nội này thì nó chứng minh cho chúng ta rất là rõ. Cách đây 30 năm rồi, một nền kinh tế bình lặng, cá rất nhiều mà người đánh cá thì ít. Cho nên một thằng bán, trăm thằng mua. Mày mua thì mua, không mua thì phắn. Xưa rồi con ạ. À, bây giờ là 20 thằng bán, 20 thằng mở trường, còn có 80 thằng học. Thế thì nó sang giai đoạn 2, giai đoạn cái gì ạ? À? Co cụm. Kẻ nào có trường địa điểm tốt hơn thì kẻ thắng. Đó là kinh tế địa điểm. Xong bây giờ co cụm ấy, cũng không ăn thua. Thì nó sang nền kinh tế cạnh tranh, các bạn ạ. À, đó là thương trường như chiến trường, cái gì ạ? Thế là thằng nào đánh nhau mạnh hơn thằng ăn. Tất cả khoa quản trị kinh doanh của các bạn đang dạy dựa trên cái nền tảng này. Bỏ giáo trình ấy đi. Nền kinh tế Việt Nam nó chuyển theo mô hình thế giới, nó chuyển sang nền kinh tế hỗn loạn, các bạn ạ. À, hỗn loạn không phải là chính phủ hỗn loạn, không phải dân hỗn loạn, mà các mối quan hệ hỗn loạn trên nền toàn bộ
các chính sách vĩ mô của các nước vừa rồi, trong đó đặc biệt của Việt Nam hoàn toàn không tác dụng. Hai cuốn vi và vĩ vứt đi, nhờn thuốc ấy. Nó ứng dụng trong điều kiện cạnh tranh thôi. Thế mà giờ này vẫn dạy thị trường như chiến trường. Ngày nay đánh nhau không có kẻ thắng các bạn ạ. Ok. Cho nên thằng Mỹ làm sao mà múc được thằng ủn, dọa nó đâu à. Này, anh to hơn, nhưng mà trước khi anh đánh em, cho em nói cái, anh có một hầm vũ khí hạt nhân, em có 6 quả thôi. Nó nằm dưới lòng đất, nó có cái đường dây này. Nhưng mà 6 quả của em thì em ít, cho nên em đánh về tập trung. Thì có một quả là em canh tọa độ ở Nhà Trắng ấy, một quả là em canh nhà riêng anh. Cho nên là nếu em, anh đánh em thì em đành phải ấn nút thôi. Thì mẹ Mỹ đái ra quần. Không, nhưng mà anh đừng, có thể anh dập cái chỗ đó của em. Nhưng mà hiện nay em có 3 con vệ tinh, mỗi con nó bằng nắm tay này, Việt Nam nó phóng ào ào. Nhưng mà cái vệ tinh của em nó khác, là một con là nó đựng vi trùng corona. Cho nên là bí cái em cho nó lao xuống dân Mỹ đi, mẹ 350 dân Mỹ, 1 phút là về mò. Cho nên trước khi anh đánh anh nghĩ đã nhé. Một quả nữa là nó chơi vũ khí sinh học nhé. Có chưa? Ôi, mày mang tàu ngầm ra mày đánh nhau với corona à? Mỹ đái ra quần. Thôi anh em mình sang Hà Nội nói chuyện đi. Giờ này mà là còn dương cái vây, thị trường như chiến trường à? Mày không có cửa. Đó là sự hoạt động của trường đại học với một cái cạnh tranh mới, đó là tạo hệ sinh thái. Cho nên ngày nay để cạnh tranh trường học, cạnh tranh của các bạn sinh viên ra trường, đó là cạnh tranh bằng chinh phục sự hỗn loạn. Công cụ chinh phục sự hỗn loạn đó chính là tạo hệ sinh thái. Không có cửa nện nhau đâu. Không ai dám đánh Việt Nam nữa đâu. Các bạn yên tâm. Các bạn là hù thì cứ hù, nhưng nó giết bằng cách khác thì mình thua. Cho nên là cuộc chiến tranh Mỹ-Trung nó có làm gì đâu. Nó ép cho một hồi là chết, vì thằng Mỹ nó tạo hệ sinh thái của nó tốt hơn. Đằng này các bố phân tích thời sự chiến tranh Mỹ-Trung nói toàn theo cái giọng này. Thôi quên đi, học nữa rồi hãy phân tích. Ok. Thì tôi thuyết minh cho các bạn sinh viên một điều là nếu không học đại học thì các bạn có giỏi mấy các bạn cũng vứt, nếu mà không phải trình độ đại học trở lên. Thôi đừng lý luận nữa, đừng nói tưởng tượng nữa, hãy nghe tôi, đúng không? Vấn đề còn lại là khi các bạn học thì các bạn học với thái độ nào, phương pháp nào, cái gì ạ? Thì lại là một hội thảo khác. Nhưng hôm nay chúng ta chốt, chúng ta đang đặt một cái bước chân vào trường với một động tác cực đúng xét về đường chiến lược. Yên tâm sản xuất, đừng để cho bị tác động bởi bất cứ lực lượng nào. Sau đó hội thảo 2, hội thảo 3, nếu mà các anh chị cho phép tôi sẽ chỉ cho các anh chị cách nhanh nhất để có thể đạt được kiến thức của các thầy cô dạy. Bởi vì đi học là một cái nghề, giảng dạy là một nghề, và nó là nghề đi học hay lắm. Không cần học nhiều, đớp được hết kiến thức thầy cô à. Cả gì à? Nhưng nó lại nằm ở vấn đề khác. Còn bây giờ là dứt khoát học đã. Mà không học thì tôi đố các bạn tìm được những phẩm chất cần có của một anh chàng mà trong bối cảnh của đại công nghiệp 4.0, khi lực lượng sản xuất nó thay đổi, tao bắt mày phải thay đổi trong hệ thống quản trị, hệ thống quan hệ sản xuất nói chung, đúng không ạ? Thì đấy là ý số 3, và tôi bị vỡ trận về thời gian. Tôi định dành cho các bạn hỏi rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn còn, cho nên là sẽ ít lại. Nhưng mà đấy là ý tưởng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Với khả năng của sinh viên ngày nay, tôi có niềm tin vững chãi là tôi trao đổi đến đâu các bạn hiểu tới đâu các bạn ạ. Vậy thì các bạn cố gắng thực hiện. Nếu mà định lý Lê Thẩm Dương đưa ra, bạn chỉ cần thực hiện cho tôi 10% những điều tôi vừa nói, bạn hơn người rồi. Bởi vì những kẻ khác ngông nghênh, nó có thực hiện phần trăm nào đâu. Nếu bạn đẩy lên 20%, các bạn à, thì chú không có cửa với anh. Còn nếu bạn đẩy lên 100%, thì bạn thành Bill Gates. Bạn đẩy 50%, thì bạn vượt mặt Lê Thẩm Dương. Rất rõ ràng. Đúng chưa nào? Còn các bạn à,
Các bạn không nghe thì các bạn tội. Vậy thì kệ đó chứ, thằng nào chết cứ chết chứ, cạnh tranh nó tạo ra cái vĩ đại ấy. Cần quái gì các chị à, mà phải. Cho nên là hãy yêu lấy chính mình, hãy tôn trọng chính mình thì các bạn thành công. Ok. Thì đấy là trong một khoảng thời gian tôi nói liên tục đầy tình cảm với các chị, nhìn các bạn tôi thấy đầy tiềm ẩn mà các bạn sử dụng nguồn lực sai thì tiếc quá, đúng không? Và bây giờ thì cho phép tôi dừng cái phần tôi nói lại. Tôi nghĩ là các bạn nghe về thái độ này, bằng cái khả năng sư phạm tôi quan sát, tôi nghĩ là các bạn đang nghĩ ra khỏi khán phòng chưa làm được, mà các bạn phải nghĩ. Thì buổi hôm nay tôi quá thành công rồi. Các bạn phải nghĩ. Biểu hiện là cái đứa lười nghĩ nhất là nó mập mà nó cũng nghĩ. Các bạn à, có không? Có không? Có thấy hay không? Tôi cần chó gì em khen. Tôi giảng tôi còn thấy hay mà. Bây giờ có làm không? Có. Và bây giờ nếu mà các bạn chứng minh các bạn là cái người đang là người của 4.0, thầy chưa dạy, chưa chỉ, em đã thành rồi. Thế thì chứng minh đấy, tôi là tôi. Hệ giá trị của tôi là một thứ niềm tin. Không ai có quyền nói tôi sai. Vớ va vớ vẩn. Bạn ấy trình bày quan điểm của bạn. Vậy thì bây giờ tôi nói rồi. Bạn nào chứng minh em mới vào trường có 3 ngày mà em đã 4.0. Tôi cho các bạn hỏi, chơi luôn. Tình yêu, hôn nhân, gia đình, chuyện huệ gì cũng chơi tuốt. Nhưng mà nói thôi chứ còn ưu tiên cho mập. Mập băn khoăn cái gì? Con hiện tại thì con chưa nghĩ đến cái chuyện tình yêu hay cái gì quá xa vời. Nhưng mà con đang thắc mắc một chuyện là khi mà thầy nói về việc là học chuyên môn ấy, thì cái khoa của con là khoa y ấy, thì mà con muốn học kết hợp giữa nhiều ngôn ngữ và cả môn chuyên ngành của con. Nhưng mà tại là thời gian nó không cho phép là con phải dừng việc học ngôn ngữ. Con học hai ngôn ngữ liên tục thì hiện tại là con đang phải dừng cái ngôn ngữ đấy lại để học y. Thì con không biết là bây giờ phải sắp xếp như thế nào được ấy ạ. Tôi xin lỗi mập chứ lúc đầu tôi nhận định sai. Nó hỏi xong tôi mới thấy tôi có lỗi. Hỏi hai câu đều trúng. Và bây giờ ngồi xuống tôi chia sẻ cho mọi người. Các bạn à, lúc đầu tôi tưởng nó chỉ ăn thôi, hóa ra nó học ghê lắm không? Xin lỗi nha. Một năm ấy, là Việt Nam đã phải ói cho Singapore. Các bạn à, còn hơn cả tiền đưa du học sinh ấy. Toàn tính theo tỷ đô. Để cúng cho thằng Singapore và thằng Thái Lan. Các bạn ạ, để sang đó chữa bệnh. Trong khi đó, bằng minh chứng cụ thể, bác sĩ Việt Nam, vaccine chúng ta đang làm, bác sĩ Việt Nam những cả lừng lẫy và phát minh không hề thua một tí nào với hệ thống y của Thái hay của Xanh cả. Các bạn ạ, mà nói dài thì nó không hay. Bởi vì sao? Không đủ thời gian. Nhưng mà tại sao nó không chữa ở Việt Nam, nó cứ phi mẹ sang Thái Lan nhỉ? Vì cái chất không toàn diện ấy. Và ngày mai bắt đầu tôi đánh cho bệnh viện Bạch Mai, buộc phải mời tôi, chắc chắn là như vậy. Nhưng họ khôn chứ, còn không bổ khuyết và thay đổi là chết. Thế tại sao thằng Xanh với thằng Thái nó không sang Việt Nam, mà tại sao mình lại cứ phải sang cúng tiền cho nó là sao? Chảy máu đô la. Là vì thế này, các chị à, là vì tôi nói bắt đầu đụng chạm nói mấy ông bác sĩ ấy. Bởi vì phát triển không toàn diện ở phẩm chất hai của thị trường. Các bạn ạ, tâm lý thì nó sinh bệnh lý, mà bệnh lý thì nó sinh tâm lý. Sau này y học mãi bắt đầu mới dám đồng tây y kết hợp. Các bạn ạ, ngang tàng vào đến bệnh viện chỉ được cái nói vét gầm gừ hống hách. Tôi đi mãi tính phổ biến luôn, tự cho mình là giỏi. Ông là cái gì? Bệnh nhân ấy các bạn à. Thế là cuối cùng nửa chữ không có. Mà bản chất của bệnh viện muốn phát triển được
thì đây là nhu cầu của bệnh nhân, người ta còn gọi là khe hở khách hàng. Nửa chữ không biết. Cái gì à? Biết có mỗi cái trích mới cái mà tự cho mình là thượng thẳng. Làm gì có chuyện. Thế thì bạn phải tạo ra một cái sản phẩm của bệnh viện để đút vào cái khe hở này. Thì khi đó bạn thành công. Thế bọn xanh à bò nó tạo ra sản phẩm, nó đút được vào khe. Vậy thì khe hở khách hàng là bệnh nhân nó muốn gì? Tao muốn đầu tiên tao tin mày đó. Vứt mẹ bằng cấp ấy, vơ va vẩn. Thứ hai, tao muốn mày thực hiện đúng cam kết. Đừng có mang thuốc ra đây, đừng hoang mang ra đây. Nửa chữ không biết mà tinh tướng. Tao muốn mày nhanh. Tao muốn nhìn thấy cái mặt mày ấy, tao thích. Mẹ, mặt thì căng 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 căng, kiến thức thì không bằng ai, vỗ ngực cứ bạc bạc. Cả một cái thế hệ đào tạo thiếu toàn diện nó sinh ra cái đó. Và cuối cùng tao mới cần chất lượng sản phẩm, tức là chất lượng chữa. Mẹ kiếp, vơ va vơ vẩn ấy. Thuốc thì không có, mà nhà thuốc thì chỉ đâu có đó. Cái gì à, đủ trò luôn. Cho nên thưa các bạn, cái khe hở khách hàng càng lúc nó càng cao, vì bố mới có tiền. Tao vào tao ăn món ăn 2 đồng, nhưng tao cần trả cho mày tiền dịch vụ 8 đồng. Em tiếp là phải đẹp, cúi xuống, nhanh, chất lượng. Chứ còn ngày xưa thời bé, thời đói, thế là nó chi 10 đồng. Thì ngày xưa 10 đồng là chỉ có là 10 đồng vật chất thôi. Mày chửi tao, tao cũng dỗ. Cho nên là cái anh bác sĩ nhà mình ấy, bệnh viện nhà mình phát triển có toàn diện đâu. Người ta đòi một kỹ năng mềm tâm lý. Cho nên lượng bác sĩ tâm lý của Mỹ hiện nay nó tương đương bác sĩ sinh lý. Mà bác sĩ sinh lý phải là chùm về tâm lý. Mà bác sĩ tâm lý nó cực giỏi sinh lý thì nó mới tư vấn tâm lý được. Có hiểu không? Vậy thì ngoài chuyên môn mà không có kỹ năng toàn diện là kỹ năng mềm, thua ngay. Đúng chưa? Riêng cái mặt em về mặt cảm xúc ấy, ăn to. Vì người mập bao giờ cũng có nét phúc hậu. Mà nếu ai nó khen em phúc hậu, tức là nó đang chửi. Mày sao mày mập thế? Cho nên là chảy hết tiền, chứ bác sĩ nó làm sao đứng về chuyên môn nó giỏi. Nhưng nó đảm bảo cam kết, nó làm được lòng tin. Mẹ sang rồi trích mẹ cái khỏi mẹ rồi. Mày trích nó khỏi ngay, nhưng đó là phác đồ cấm tuyệt. Ai cho mày trích? Tim á. Ngồi tàu lau. Cho nên bạn hỏi câu ý đầu tiên, cố gắng lên. Nhưng rất tiếc không có nghĩa là học thêm, nghĩa là học hai ngoại ngữ. Mà kỹ năng mềm của bạn còn yếu lắm đấy. Hay nói khác đi là kỹ năng tâm lý. Tâm lý trong con người ta nó có 6 yếu tố. Luộc thằng bệnh nhân 6 cái là ăn. Các bạn ạ, động cơ, tự vệ, thế giới quan, khí chất, tính cách. Gặp bệnh nhân phải cười. Nhưng khốn nạn là cái thằng bệnh nhân ấy mà nó khí chất, mà linh hoạt, cười một phát là bao nhiêu tiền cũng ra. Nhưng lại gặp cái thằng nóng nảy, cười đến lần thứ 3, mày à mày chứ bố mày chữa bệnh mà mày cười, đốt mẹ ở bệnh viện. Mà gặp thằng khí chất trầm tĩnh, nó nghiêm túc lắm, cười đến lần thứ 3, này con danh con, tao không đùa mày nhé. Mày bây giờ gặp cái đứa ưu tư là não nó thần kinh kém, cười một cái thì cái đứa đó nó tự ti mà. Cái gì gặp sự cố trong đầu nó chỉ hai nghĩ đấy. Nghĩ đến hai từ thôi. Tự tử. Thế là cười lần thứ 3 nó nghĩ là coi thường, nó ra là thắt dây chết mẹ cửa bệnh viện ấy. Ai bảo bác sĩ cười là tốt? Mày không cười mày chết mẹ mày. Nhưng cười với ai và liều lượng nào lại là một nghệ thuật. Học cái đó. Thì bây giờ gặp người ta cười thì cười có 6 kiểu cười. Học tập cười đều nó khác, cười nhân hậu nó khác, cười đồng tình nó khác. Đó mới là tạo nên anh bác sĩ giỏi. Ok, bắt đầu nha. 1, 2, 3, cười. Đấy, cười này kiểu gì ghẻ.
các bạn ạ. Cho nên ấy, ở trong hội trường này nó có bốn loại đàn bà thì bốn loại bác sĩ cũng được. Một loại, nếu xét về bản chất nhé, một loại nói nhẹ mà chân thành, tao đích cần giỏi. Cái gì à? Nó ăn ở cái chân thành ấy. Nó ăn ở cái nhẹ này, nó luộc tim người ta này. Mày ở mấy bác sĩ bao nhiêu tiền bố mày cũng trả. Cái loại đàn bà thứ hai, nói nhẹ mà móc họng. Mẹ bác sĩ này nó không cầm dây, nó tống mẹ vào mồm. Giỏi mới không giỏi. Cái loại thứ ba là lớn giọng mà chân thành. Con mẹ bán thịt lợn á. Loại thứ tư, lớn giọng mà lại còn móc họng. Các bạn à, mẹ kiếp ta tống mẹ lưu đạn ở mồm ấy. Bạn mới trả sĩ. Hiện tại mập thuộc loại nào? Cái người mà được ông thầy hỏi nhiều nhất là người lãi lớn nhất. Nhẹ chân thành, nhẹ móc họng. Lớn giọng chân thành mà lớn giọng móc họng. Khuyết cái nào thì học cái đó. Học toàn diện. Bây giờ mẫu mập loại nào đã rồi chỉ cho. Con thì khá linh hoạt, lúc thì nhẹ, lúc thì lớn mà lúc thì... Tức là nó pha tạp cả bốn à? Vâng. Thế thì nó gọi là châu quỳ sổ lồng. Nhưng mà đa số là nó rơi vào trạng thái nào? Để sau này có làm dược sĩ và bác sĩ được không? Con thì lớn, cũng chân thành. Lớn giọng mà chân thành. Vâng. Thế thì hình như chọn nghề sai rồi. Tốt nhất là tí nữa về mua hai con dao xong đi bán thịt. Muốn làm bác sĩ và dược sĩ thì phải học. Trường Đại Nam mà trên cái nền tảng bổ sung cái mình thiếu. Hạ giọng xuống. Ok. Hạ giọng xuống sai thằng đàn ông như một con chó. Nhẹ mà chân thành, nhẹ mà móc họng là điển hình của gái Bắc. Mẹ kiếp, mở rộng là thấy móc họng. Tôi nói cái gì mẹ nó giết, nó không giết là mày. Thằng chồng nó đấm nó không trượt phát nào. Mở rộng là móc họng. Nhưng gái Nam nó không làm thế. Còn ai ít học cái nhiều học không quan tâm. Thì có một số gái Bắc là rất chân thành, như lại lớn giọng mà chân thành. Về đến nhà thằng chồng nó mệt bỏ mẹ. Đến giờ rồi, ông có định đi tắm không? Mẹ thằng chồng nó đang định đi tắm, nó nghe phát, bố mày không tắm. Mẹ mày, chứ con lợn nó ít tắm cho nên nó mới béo. Hạ xong ấy, anh làm ơn tắm cái để em giặt đồ rồi cho con nhỏ nó đi ngủ luôn, mai nó đi học sớm. Ôi trời, anh xin lỗi em, nay anh quên mất. Để anh thì mẹ đi tắm như chó. Ok. Đấy là xét về bản chất thằng bác sĩ. Vì bạn hỏi câu hỏi tôi đang trả lời đấy. Tôi nói lung tung ạ. Còn nói về hình thức của một cô bác sĩ thì nó có bốn loại. Mẹ thế mà có giỏi nữa cũng vứt. Tôi nói thật. Về mặt hình thức có một loại rất đẹp, còn đây là bản chất cô ta đẹp nhưng mà lại có duyên này, thế chứ gì. Tôi nói bao nhiêu tiền nó cũng vút ra. Mà nếu ở trong bệnh viện, bác sĩ tổng giám đốc bệnh viện cũng ngã lăn quay với con này nếu nó có ý đồ thích anh ta. Loại thứ hai rất đẹp mà vô duyên, vứt. Mẹ, các bạn đã tiếp xúc với con vô duyên bao giờ? Mặt nó như mặt nở cánh. Loại thứ ba xấu mà có duyên, các bạn ạ. Duyên. Có cái loại thì mẹ đấm luôn. Vừa xấu mà lại vừa vô duyên. Mập thuộc loại nào? Nếu xét về hình thức
Con xin trả lời là vì cái hình thức ấy là mọi người sẽ nhìn ngắm mình, thì con xin phép vào hỏi toàn bộ trong thính phòng ở đây là mọi người nhận xét con có đẹp hay không ạ? Chốt. Như vậy là và yếu tố thứ hai là sau khi tiếp xúc với các thầy cô trong hội đồng trường, các ban, các thầy cô giảng dạy con và các bạn con đã từng tiếp xúc, thì các bạn thấy con có duyên hay không ạ? Kết luận cuối cùng, theo Mập thì Mập loại nào? Con là đẹp. Nói có to. Duyên ạ. Con đẹp có duyên ạ. Ok, cảm ơn. Bây giờ chấm điểm của ban giám khảo. Tôi nói em, nhìn em mà không đẹp mới là lạ. Cộng đồng của hội trường đúng tuyệt đối. Nhưng có duyên ấy thì phải thảo luận một tí. Mẹ con nào mà tự nhận mình là có duyên là điển hình của con vô duyên ấy. Thế à? Có tức không? Tức không? Nếu mà tức là người chưa trưởng thành, kiềm chế là sức mạnh. Sức mạnh là kiềm chế là sức mạnh. Cho nên là đã làm bác sĩ phải học thế này này. Gặp khách hàng khoanh tay lại, cúi xuống, cúi nữa, cúi tới 9 cung bậc. Đó là người Nhật. Bất kể thằng đó là thằng mất dạy hay hút trích, ta không biết. Ta là nghề đi chữa người thì ta quan tâm đến tính cách mày. Cúi xuống, cúi càng sâu thì mình thắng được mình. Thì đó, thằng mình là thằng khốn nạn nhất cuộc đời này. Mà mình thắng được mình, không còn kẻ thù nữa. Cái hả? Cho nên cúi xuống, cúi nữa xuống thì bạn có sức mạnh. Hay nói một cái khác, trong kinh doanh bệnh viện, cúi càng sâu thì khả năng móc túi thằng khác càng cao. Đó là nghề trường học. Các thầy cô và hiệu trưởng hãy cúi xuống mặt sinh viên mà hầu người ta. Không có order gì cả. Thầy chỉ là đại từ thôi. Bản chất thầy là thằng đầy tớ. Đúng vai thì chúng ta ăn. Các anh chị ạ, đằng này canh canh kiệu kiệu. Cho nên kết luận cuối cùng, câu hỏi của Mập là phải học toàn diện. Không học nửa trường thì học. Bây giờ bạn bảo ý số 2, nhưng mà ít thời gian là bạn cố gắng lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ phản biện bạn như sau. Lúc lớp 12 với cả lớp 8 là 9 phân. Thì bây giờ bạn đem bạn làm thế này, bây giờ đến trường Đại Nam bạn làm gấp đôi. Bạn đang làm căng thẳng là so với chính bạn nhé. Nếu bạn muốn nói bận hay không bận, hãy so với tôi. Hiện nay tôi làm nó dài thế này, mà bạn mới làm đến đây, bạn thấy quá sức rồi. Là vì bạn so với chính bạn, thế bạn so với tôi. Thì tôi kết luận bạn chưa làm cái gì cả. Rất tiếc là tôi so với chuẩn thị trường. Tôi đi nước ngoài liên tục, tôi làm với tôi nó, thì tôi chưa là cái gì cả. Hàn Quốc nó làm đến mức thường xuyên là 10 giờ, sếp bắt nó về, nó không về. Buộc chính phủ Hàn Quốc phải ra một cái luật cấm tuyệt không được làm quá 7 giờ tối để nó giữ nòi giống dân tộc nhà nó. Nó không lấy vợ nữa. Bây giờ không cặp bồ luôn, không đi chơi luôn. Tại vì 4.0 giúp nó rồi, cần là nó mua con búp bê thôi. Chứ đi cưa gái, ôi ơi, mất thời gian lại lè phè. Cho nên lấy vợ làm cái gì? Thứ nhất, không lấy vợ mà lấy con búp bê đấy. Một là con ấy nó trẻ hoài chứ nó không già. Thứ hai là nó không nói nhiều. Thứ ba là nó rất nghe lời. Thứ bốn là nó không giữ tiền. Thứ năm, thích con khác lựa một con thứ hai, chả cần phải ghen tuông gì cả. Thì lấy làm gì? Có đẹp cho cô hiệu phó tôi cũng chả lấy. Về tranh đấu mệt bố mẹ, có hiểu không? Tôi kết luận ý số 2. Em chưa hề bận nếu so với chuẩn Lê Thẩm Dương. Em chưa là cái gì nếu so với chuẩn thị trường. Nâng lên, còn làm được nhiều, con người ta không chết đâu. Tôi chả nhẽ tôi nói với tôi, mấy thằng đệ tử tôi luyện cho đến mức ấy. Cái gì à?
từ Nghệ An mà ra Bình Định chết cũng phải làm, 9 tiếng lái không được nghỉ. Thế thằng này lái 5 giờ đến nơi ăn xong cái giảng, không chết đâu mà lo. Ok. Cho nên làm ẻn ẻn ấy, em làm bận bố mẹ thấy cứ chửi em. Mày bận là so với mày. Vì ngày xưa mày lười, mày có làm mẹ rồi đâu mà bận. Ok. Có nhận thức được. Có thấy hay không? Có làm được nữa không? Khi mà em làm đến mức ấy, bằng người tôi thì em thành công. Đằng này suốt ngày đi kiếm thuốc chống mập, không cần chống, ăn thật nhiều, làm thật nhiều, đầu ra nó thoát ra. Thế là não nó phát triển, mà người nó đẹp, mơ màng một phát ăn double luôn. Đấy mới là quái kiệt. Có hả? Này, thì đấy là câu trả lời, như hết mẹ giờ rồi. Hôm trước ở hội nghị khác tôi bảo mẹ cho mày chơi không? Nó bảo chơi. Thì thường xuyên là tôi phá vỡ cái hợp đồng hội trưởng. Tôi đánh liền một mạch đến 3 giờ, ban tổ chức là vỡ trận hết. Các thầy cô đều mẹ huyết áp cao hết. Tôi chơi, các bạn biết tôi đánh liền một mạch cho đến 3 giờ chiều là bình thường. Đó là làm việc. Nhưng mà thôi thì có một bạn trả lời, quên hỏi cái tính đại diện là thế rồi. Nếu mà các bạn quen phong cách rồi, thì ở buổi sau chỉ chơi hội thảo ấy. Mẹ chấp chúng mày hỏi luôn. Thế các bạn hỏi một câu thì hóa ra nhiều người được hưởng lợi cái tư duy đó. Anh chị ạ, và đó là cái góc nhìn. Tôi mới trả lời tận tình và chọn cách trả lời dài thế vì cho các bạn nghe luôn. Cho nên ở góc này có cảm ơn Mập. Có đồng ý không? Kết luận lại cuối cùng Mập là người nói nhẹ mà chân thành hay nói nhẹ bóng học nào? Kết luận cuối cùng gì nghĩ? Nói nhẹ có học ạ. Nói nhẹ mà chân thành hay nói nhẹ móc họng? Nói nhẹ con sẽ cố gắng chân thành và... Không, bây giờ ở thời kỳ hiện hữu này. Hiện tại con vẫn đang rất nhẹ nhàng và rất chân thành. Nhẹ nhàng mà chân thành. Vâng. Nào, thử một câu xem nào. Xem nó có nhẹ mới chân thành không? Nào, tôi đứng đối diện này. Vâng. Nào, nói, bắt đầu, 2, 3. Nói này, em yêu anh là xem nó có nhẹ mới chân thành không? Em yêu anh. Đây cơ mà, nhìn vào đây cơ mà. Em yêu anh. Rất là chân thành, rất là nhẹ. Nhưng mà cực kỳ láo. Mẹ tôi dạy 40 năm chưa có thằng học con học trò nào dám gọi thầy bằng anh. Cái này là thử nghiệm thôi ạ, chứ không phải thật đâu ạ. À thế à? Vâng ạ. Đây là nói thử xem là giọng nó đã nhẹ nhẹ chưa và nó có chân thành không? Không. Sau này còn phải học hỡi kẻ bác sĩ và dược sĩ. Nói nhẹ mà chân thành rồi. Thứ hai là âm lượng tuyệt đối không được the thé. Tuyệt đối không được ồm ồm. Tuyệt đối không được nói liên tục. Tuyệt đối không được nói đều đều. Đó là thằng bác sĩ vứt mẹ bằng đi. Cái đó quan trọng hơn nhiều. Và chỉ có đại học nó mới giúp được thôi. Ok. Chứ bây giờ tôi về Sài Gòn mà tôi nhớ Mộc quá. Xin lỗi, Mộc tên gì ạ? Em tên là Phương Thảo ạ, Vũ Phương Thảo ạ. Vũ Phương Thảo. Tôi nghe tôi thích Thảo quá, tôi gọi. Alo, Thảo đây à? Thế Thảo trả lời đầu dây bên này. Alo, Thảo đây à? Ồ, em đây. Thì mẹ có đẹp mấy cũng vứt mẹ đi. Công nhận à? Học toàn diện. Và các bạn sẽ phải quân 8 tiêu chí của 4.0. Các bạn không đạt, các bạn thua. Chắc chắn là thua. Già mấy cũng thua, bằng mấy cũng thua. Và chỉ có đại học họ mới giúp các bạn được thôi. Chứ đừng có nhìn đồng tiền 1 triệu trước mắt giờ có bằng nghề. Ok. Và cho tôi rất chân thành, tôi ở Sài Gòn 40 năm mà tôi không biết xã giao nữa rồi. Cho nên xin rất chân thành cảm ơn Chủ tịch và toàn bộ hội đồng trường. Xin cảm ơn ban giám hiệu của trường. Xin cảm ơn các thầy, các cô. Nhưng mà các thầy cô cũng cho phép. Xin đặc biệt cảm ơn các bạn với 2 cái ý. Một là tư cách phụ huynh. Nhìn các bạn như con cháu, tôi cực kỳ phấn khích.
Và tôi cực kỳ ca ngợi và cực kỳ động viên các bạn đã nỗ lực học để đạt tới ngày hôm nay, rồi chuẩn bị một cái khí thế mà lên sân khấu chụp với tôi. Thì các bạn đang chứa đựng một tương lai quá đẹp, hãy làm và cướp lấy nó. Và cảm ơn thứ hai là cái thái độ các bạn nghe từ đầu giờ đến giờ, một thái độ cực kỳ thiện chí và tạo phấn khích cho tôi. Xin hẹn gặp lại, xin cảm ơn. Ok. Thay mặt cho nhà trường, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn với thầy Dương đã bớt chút thời gian và đến với nhà trường và đã có rất nhiều những cái chia sẻ giúp cho sinh viên chúng ta có cái động lực học tập tốt hơn cho thời gian tới. Và rất là mong các bạn là nhận được những từ đóng góp của thầy, ít nhất như thầy nói từ 10, 15, 20 đến 50% là rất là quý rồi. Và xin cảm ơn thầy.